còn lại, record lại. Đúng rồi. Lại. Vào đây mọi người. Phát đang đứng xem ấy nha Phát ơi. Nghiện mà. Mặc quần áo này. Anh còn đang nghĩ đến cái việc là anh nên thu âm xong rồi nhờ mọi người mic master autotune lại không? Chứ tự nhiên anh thấy yêu giọng hát của anh vậy đấy. Ra ngoài mọi người ơi. Số 3. Ôi giời, đi ngủ rồi. Yeah. Hát cái bắt mic. Không có giờ được chơi xong thề. Tắt mic đi con đi. Yo. F số 1 rồi nghỉ. Ok. Mà em. Ôi giời. Tắt quá. Ai trộn chuyện gáo nhờ. Ui, có kẻ cắp danh tính nhờ. Là em. Hôm mèo hôm bún trời. Giả dạng đấy. Ui, anh Độ giả dạng thề. Hôm mèo nói luôn. Anh Khôi là vịt. Anh Độ giả dạng nhá. Ơ, mọi người ơi, cái con nhà truyền giáo có chém được không? Ơ, đồ chơi. Sao mình chọn nhưng mà nó lại hiện thành ngẫu nhiên nhỉ? Thế là chị à? Chị Biu là chị giáo à? Tấm nhạc, tấm bánh nhạc ơi. Ơ, có buồn đông nhạc rồi. Ô, con đang là đầu kia. Đúng không? Thế là có chữ tiếp rồi, tiếp bổ đông. Ồ, ngẫu nhiên luôn đấy. Tiếp bổ đông rồi. Đang đang xong đấu. Nóng bổ chim. Ồ, đang đang xong đấu. Hay à, sát thủ nó ẩn. À. Ờ, đúng. Nó ẩn. Thế luôn à? Ôi, hiểu rồi, cái kia là gì rồi. Hiểu cái kia là gì rồi. Mày bị lộ rồi đấy. Ồ, nói cái là cút luôn. Sao, lộ. Sai. Được quả live up. Ok la đấy chứ. Tôi số 5 ngẫu nhiên ra tình nhân. Ok, hợp lý này. Tất cả thông tin đều ổn này. B. Wow. B. Đập chuột. Wow. Ơ. Ê. Mày ảo thật đấy. BD. 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 Ui đồng. Canada. Do be do. Ui, em đang trong phòng. Sao em thấy lúc em đang chuẩn bị làm nhiệm vụ, sao em escape ra thấy Tùng Béo chém bay đầu anh Khoa Học luôn. Hả? Ông này ông ấy đi chết, ông chết Khoa Học vừa báo mà. Ông ấy thấy quá lại, em ấy thấy mình nó đi bot luôn à. Tao vừa thấy nó đi ngược chiều với tao xong mà. Vâng, Tùng Béo cũng chém mà. Còn mời ơi, thằng Dead vừa giết thằng Bô. Thằng Bô thấy con chạy đến, thằng Dead thấy con chạy đến là mới report luôn. Xong rồi lâu nói. Ôi ơi, thằng Tùng Béo. Thằng Tùng Béo chạy đi nè. Từ, tao với Chip Già ngay gần đấy này, từ đã. Tao thấy thằng Tùng Béo ra phát nó hét lên, ơ. Thế thằng Dead phải là thằng đi trước. Rõ ràng chứ, ơ rõ ràng. Nhưng mà mọi người thấy kiểu đi bẹ chém này nó lộ liễu quá. Em lộ như thế này chỉ có Đa Đa thôi, chỉ có Đa Đa. Còn mọi người có thấy ai bên phải qua không? Tại vì ở dưới phòng học là có một cái xác. Ơ thằng Huy bị câm lặng à, sao thằng Huy không nói gì? Thằng này Khôi. Ủa? Đây mà. Ơ cái mắt Tùng Béo chém ngay trước mặt em mà. Ơi, hình như bên này nó cũng đi làm nhiệm vụ nhiều lắm đúng không? Bum bum. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Còn anh Khoai kia kìa, anh Khoai chết. Thế thì thằng nào là Đa Đa nhỉ? Thằng đẹp là Đa Đa. Tùng Béo, Tùng Béo Đa Đa nó chém trước em mà. Nhưng mà Khôi là anh Khôi là chết trước nha, lúc sau Khoa mới chết. Tùng Béo chết trước. Từ đầu game rồi em chưa làm gì được. Em có thông tin nha mọi người, trận này là không có ám sát đâu. Tùng Béo. Sát thủ á. Thằng đẹp đây em, thằng đẹp đây. Tôi nghĩ. Vót đi Tùng. Mẹ sao tôi mít thằng Ben Ben. Sao mít thằng Ben Ben đi. Đổi môn bộ đấy. Hiếm không vót kìa. Ủa là sao Ali? Ui em chưa biết gì, vừa đi lấy đồ ăn anh ơi. Có con vịt sát thủ nha mọi người, để ý. Ê, cứ mỗi lần cứ phải chỉnh lại mic. Mẹ em cái trò vịt này, cay vãi đái. Phát đây. Mày đứng trông cho thầy để thầy giảm mic một số thằng xuống cái được không? Mẹ mày dè vãi cứt. Ô,
quay quay. Mic của mọi người cũng điểm sao. Nếu phải mà mỗi lần game nó update thì mẹ nó bị dở hơi ý. Bực đéo chịu đi. Thằng đẹp giết người à? Tìm mèo úi cho tôi với. Đâu? Đâu? Thằng đẹp đâu? Thằng đẹp đâu? Tại sao biết thằng đẹp giết người? Ui, chết. Chết một rồi Huy ơi. Hả? Chết một rồi. Anh này, anh này biết hiểu. Đừng. Anh biết hiểu em đâu. Đừng. Ơ kìa, ta... Xác của Phát Anh nằm ở phòng thư viện này, ở dưới này. Gần chỗ làm nhiệm vụ đèn này của vịt này. Có ai thấy người làm đâu từ đó không? Làm nhiệm vụ đèn của vịt là chỗ gần cái thùng mà mọi người hay chui. À. Đúng. Ngay bên phải luôn, ngay chỗ thư viện. Cái gì? Em thấy anh Ben. Tại sao anh đang đi với Huy Huế mà anh quay lại anh đi với em? Mày bị giới à? Tao với thằng Huy Huế đi cùng mày. Mày bảo có một người chết rồi mày chạy, tao với thằng Huy Huế chạy theo. Mày chạy như điên vậy. Mày hỏi thằng Huy đi. Em đi tìm Hoàng Mèo. Hoàng Mèo đó là nhân viên. Rồi anh mồi rồi. Để lại anh mồi rồi. À. Huy ơi, cứu Hoàng tao đi Huy. Em chưa hiểu thằng Huy bảo về cái sát thủ gì, chưa hiểu lắm. Thằng Huy với anh có đi bên thư viện ống nhờ. Hai có thấy thằng ai ở thư viện không? Chạy xuống. Một đoàn rất đông đang đuổi theo thằng đẹp. Thế mà thế thì Ali Huy Huế là có ai thấy đi từ dưới lên không? Thế thì anh với thế thì đéo phải. Anh với cả Huy Huế với Ali lại đi với nhau từ đầu. Ừ, đi ngang qua cái chỗ bấm chuông cơ, xong rồi đi qua. Anh mồi là gì anh mồi? Biết anh mồi rồi. Anh mồi là gì? Mồi là gì? Tao số 5 ra tình nhân. Thế thì tình nhân. Ali hay Huy Huế. Số 5 bấm luôn đi chi. Ơ kìa, bây giờ thằng nào nhận số 5 ở đây có mỗi 1-2 người chết đấy. Thằng nào nhận số 5 đấy. Nhưng mà anh lại đi. Vừa nói xong. Không phải nói lại đi. Tình nhân kìa anh. Đéo hiểu kiểu gì dí lên tay anh Tinh. Tình nhân mà chơi tình nhân ai. Bà giỏi à. Mèo nó số 16 rồi thì làm gì còn tình nhân á. Bà này cũ lắm rồi nơi. Trời ơi. Mẹ à. Ghi lắm. Anh định lấy đầu tôi sao mọi người. Chết mẹ rồi, chưa nghĩ ra rôn gì đã hỏi rồi, hỏi đéo hỏi nhanh thế. Từ từ tao bảo nhá. Từ đây để tao nói đã. Lúc ấy là hiến tế này xong tao chạy đi thì đến lúc cái đường teleport thì tao quay về đến đấy xong tao thấy đồ hiến tế không thì tao thấy thằng đẹp nó đứng ở cửa tele. Thì vừa thấy tao phát nó nhảy vào luôn thì thằng ấy chắc chắn nó phải là Dada rồi. Xong tao nhảy vào cửa theo nó thì tao biến ra chỗ mọi người. Đấy. Ủa. Được chưa? Khoan đã. Đúng là Dada. À. Di chuyển đi mọi người, di chuyển đi. Ủa gì nữa nhá? Ủa gì nữa? Tao làm nhiệm vụ Huy ơi. Dư ta làm nhiệm vụ Huy. Làm đi anh trông cho. Lại quá anh ơi. Ê, từ từ. Thằng gương sóc hết rồi. Thế thì phải có thằng nào ra băm thằng đép đi chứ. Trời ơi. Nó là gì anh? Vô hại mà. Nó là Dada. Thế đó. Băm vậy. Tao làm theo lời mày. Ok chưa? Lúc nãy là có những thằng nào đi qua cái chỗ xếp bài ấy nhỉ? Sao lại quay ra thấy thằng Quang chết ở đấy nhỉ? Anh quay kẻ bảo. Em biết, Ben.
Ben kia là 7. Thế thằng Ben với thằng 7 à? Ben với kia là 7. Ben với kia là 7. Tôi đi chung hết. Đúng rồi, anh quan kẹo bảo anh quan kẹo là Canada rồi. Anh này. Đấu. Đấu. Nó bảo với ai? Là Canada. Nó bảo với em với 7. Không, rôn của anh Quang em biết mà. Thằng Quang không phải Canada, mày bị dở thế, chỉ có thằng Ben thôi. Ben hoặc là KL7 nha, hồi nãy là em. Thằng Ben à, đúng rồi, anh Đỗ ơi. Anh Đỗ ơi. Ơi. Hồi nãy là Ben với lại KL7 đi chung với Quang Kêu đi vô cái sương mù. Đi vô sương mù. Thế thì chỉ có thằng Ben thôi, vãi cả cứt. Thôi, vãi chắc chắn luôn. Thằng Ben là gì? Thằng Ben là gì? Là Ben KL7 với lại anh Quang Kêu đi chung sương mù, em thấy này. Thế solo đi. Thế mày ban mẹ mày tao đi này, thế chết mẹ luôn đi. Ừ. Sao lại solo? Nó buồn cười hết. Thì vốt cho là 7 hoặc bên không thôi. Không, nếu cần solo đây thích nó ra nó ban mẹ tao đi này. Thế cho nó nhanh, cho chết mẹ cùng nhau đi. Ok. Cậu ơi, làm mẹ thằng anh Ben này có vấn đề. Thằng Ben mới là thằng có vấn đề thề. Đâu đi vô đây bây giờ mà. Trời ơi. Em vẫn vốt anh. Trời ơi, em với Ben đi như nhau như hình với bóng chưa. Còn 3 vật đấy, còn 3 vật đấy. 3 dịch đang ngóng cho cậu đấy. Đây là 3 vịt rồi. Đâu mày đâu? Đâu, nó đâu, thằng Ben đâu? Ê, xúc xích kìa. Anh vừa lộn mà, anh lộn. Anh vừa lộn với anh đổ. Thằng Ben đâu? Ơi. Ben kìa. Cái gì, mày ở gì? Dưới rồi. Ben dưới. Ben ơi. Ben đây này. Đâu, thằng Ben đâu? Đâu, đây, ra đây. Ôi ơi. Băm nhầm mọi người ạ. Nghĩa là mình phải dừng lại một chút để mình tích đã. Quá. Chị ơi, tình cảm đâu rồi. Hợp lý rồi. Tao nghĩ là bây giờ là mình chỉ khoanh vùng một con vịt nữa thôi là anh em mình thắng rồi đấy. Tự nhiên đâu có sao chị gái ơi. Không. Vậy là KL7 nữa đó anh Đỗ, tại vì hồi nãy KL. Thế thì từ từ. Anh. Thì đó. Anh là gì ấy? Anh là dân phòng, anh không thể tin nó là anh không tin nó là cảnh sát trưởng. Anh biết cảnh sát trưởng là ai? Cảnh sát trưởng chết rồi em ạ. Ấy da. Anh sao? Anh đổ nãy kêu tình nhân mà. Cảnh sát trưởng thôi. Ừ, ok, kim nhân mà. Thì lúc ấy tao nói thế chứ đéo ai mày thấy một thằng ngu nào đi ra rôn tình nhân để bị giết cả hai không? Không. Em như anh từ lúc đầu rồi anh đồ ạ. Đừng. Nếu anh là tình nhân thật xả anh bảo mình là tình nhân cả để ảnh hưởng đến người đúng. Kia đúng đúng bây giờ anh lại bảo anh không phải là tình nhân đúng. 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 Nó lại đổi lại vậy là nó bên anh môi bây giờ thấy được người không lúc sau anh Đỗ kêu anh Đỗ là dân phòng thì nghe mới lạ từ nãy nghe là thôi bỏ qua đi thắng rồi bây giờ tìm ra một con vịt nữa thôi là xong rồi tao nghĩ là còn một vịt thôi tao đã làm quá tốt rồi đấy anh nghĩ chắc là thằng Pupu. Em là kẻ đó mà ok á thế làng này loạn thế nhở? Phân tích dữ liệu đi mọi người. Bố thật. Đang có tên lê ra gặp anh Độ. Mẹ mày làm năm rồi đấy. Mẹ thằng lồn Bố Bu. Ôi hóa ra em tên thằng bảy là Việt à, vãi cái lồn. Thằng Bố Bu là bồ đông hả bạn? Cho thầy chỉnh mic này. Ừ, nó mất rồi thì có lại cay vậy thôi. Sao vịt không giết để anh Độ nhỉ? Toàn mỗi anh giết. Ừ, đéo hiểu. Ăn chay vậy này. Tầm là 10 trên 16. Còn 6 người. Tép cũng chết rồi. Hoặc mày sẽ bị giết. Trong cái hỏi là kế hoạch tao hết rồi Bubu à. Rồi làm gì? Rồi làm gì? Tao ăn một đồ ăn rồi đó. Đi đâu? Ờ hả? What you gonna do, hả? What you gonna do, hả? Đó là cái bấm hiếm tới rồi. Đây. Đi. Nè.
đây thằng bu bu đây này. Em người báo thôi, em đi chung mọi người được đó, đừng để ai giết em nha. Nếu mà một người giết nhau ấy là bốn người đi chung rồi, em giết lại được một người kia đó. Tao đeo bám, bốn người đi chung rồi chắc chắn là mày. Đi đi chung với nhau đi, đừng có tách ra. Ghê quá. Làm gì có một câu đâu. Mày là vịt cút là bu bu. Vịt cái lồn gì đấy. Đi bu bu đây, thấy chưa, bốn người đi chung. Đây đây, em có nhiệm vụ bên đây, đứng lại với em làm với. Bu bu ơi, không thoát được đâu. Đây đây đây, đây là nhiệm vụ. Tư tư tư, nó spay được bọn kia rồi. Quá trễ rồi, bu bu ơi, quá trễ rồi. Nó chạy đi, spay à? Ờ, phải, nó cứ bị chặn, nó cứ chạy đi. Đây đây đây, em có rồi, em có rồi. Có là cái cước này, có cục cước này. Em cầm đồ uống rồi, em cầm đồ uống rồi. Ừ, đã búa thì sao, cầm đồ uống thì sao. Ở trên này có này. Em cầm đồ uống nha, em cầm đồ uống nha. Chắc là chắc chắn là Ấn Độ luôn á, chắc chắn là Ấn Độ luôn á. Lấy cái này nữa là xong. Mày không có chắc chắn được đâu, mày không thoát được đâu. Chết rồi mà. Thoát được đâu, bu bu ơi. Đổ chết rồi á. Bu bu ơi. Nhìn cho tủ. Nhìn với cả cá lồng. Bu bu. Nè nè. Bu bu ơi, what you gonna do, what you gonna do. Khó chịu vậy này. What you gonna do hả bu bu, what you gonna do. Ây da. Em thấy cái xác mọi người ơi, em báo luôn chứ tại vì không biết là mọi người có nhét được đồ vô không, em thôi thua. Chắc ở đâu đầu qua đâu báo, tức là mày chết mẹ đi. Mày thì... Ủa? Nếu mày giết thì ai giết? Ủa? Là sao? Ủa, là thấy cái xác ở dưới mà. Tự vì tao đó chứ đi. Ủa nhưng mà thằng 7 với cả thằng 9 đều chết rồi mà. Đúng rồi. Ừ. Thì ai biết đâu, nãy giờ em đi với mọi người nhưng mà ý là em lúc mà em lấy đồ xuống á, em thấy nhiều đồ quá. Ừ. Rồi em thấy nhiều đồ quá, em sợ mọi người không có nhét vô kịp. Em báo xác luôn, thấy cái xác ở đó báo luôn chứ sao. Cho mình vô đây mình vote nè. Mày đó. Mày vote. Mày vote tao. Vote mày đi, làm gì có ai đi lẻ đâu. Em người đó thù mà. Đang đi. Vấn đề là bây giờ. Trời ơi, nãy giờ em đi chích phải luôn, còn cái vote em. Nhưng mà nãy giờ bốn người đi chung. Ừ. Đéo của mày thôi. Nhưng mà tao cũng đi chung mà. Thế nhưng mà mày thích sao chung. Không phải là vịt mà mày đã phê thứ ba là sao. Ừ. Em là một người báo thù, em nói với mọi người ngay từ đầu rồi mà. Em đi với mọi người từ đầu, từ đầu đến cuối luôn đó. Dừng, tao lại thấy tiếc anh Độ này. Ừ. Thế anh Độ à? Vậy Hoàng Mèo là cái gì? Không được. Tao gì kệ tao. Ghét Hoàng Mèo. Hoàng Mèo đi tao là người bảo vệ tao từ đầu. Mày nói là gì? Ủa không, tao không biết đâu. Mày là gì? Từ từ, mày là gì á? Tao tình nhân. Ơ? Hả? Tình nhân? Phải không? Tình nhân mà anh coi chứ. Hả kìa, chị Ali hả kìa, what the fuck? Vote đi. Không phải. Thế Ali với Hoàng Mèo là tình nhân à? Vote Hoàng Mèo. Không, em không phải Ali kêu hả mà. Vote đi chị Trang ơi. Vote đi Huy ơi. Vote rồi. Là như này. Nè, Hoàng Mèo nó bảo nó vệ sĩ mọi người. Tôi sao vote em vậy, what the fuck? Tao đeo vote. Dung chuông. Sống đi. Dung chuông đi. Chuông, là ngu rồi. Có hiểu quá. Đi. Đó đụng quá. Đi Huy ơi. Cái mày nó, để cái mày nó luôn kìa. Cái mày nó luôn kìa. Mèo xong rồi. Giờ tao lại không tính thằng mèo rồi. Con mèo chết oan mẹ rồi. Vốt đi, vốt đi. Giờ thằng con mèo đốt từ các gì đi, rung chuông đi. Khủng hoảng mẹ rồi. Thằng nào khủng hoảng vậy? Thằng nào khủng hoảng vậy? Nhưng 5 người ở đây chỉ có thằng Hoàng Mèo thôi, với em người báo thù mà không ai giết thì sao em giết được. Bây giờ mày nói với chị mày là vệ sĩ. Ừ, em vệ sĩ mà. Ừ, tại sao mày lại nhận mày là tình nhân? Nó có tình nhân mà. Chị Ali khác gì tình nhân đâu. Oh, bộ vote nó anh, vote nó mọi người ơi. Vote kìa, vote. Thằng Hoàng Mèo. Rồi. Thằng Bu tính gì này, Bu tính gì này. Làm gì, tao người báo thù thiệt mà. Mày có đoán kìa người rõ đoán kìa ấy quá nhỉ. Nhạc đoán. Giọng em sao gì? Ở đâu vậy? À thiệt chứ. Này cơ. Ở đâu vậy? Trời ơi, nhét đồ vô. Ờ kìa. Dạ. Ê. Tự nhốt xong tự vô thấy khó luôn. Nếu hiểu sao đi report quả, nó cả cứt thật.
lờ bao. Nó nuốt tầm nhím trong nó nuốt bài trong nó thì bọt nhím mà. Trời ơi. Bốn người đi chung chứ. Mỗi thằng bu đi lẻ. Ừ là nó xiết. Nó hát mà. Cần ơi rồi. Không không thể nghỉ tiệm nữa được. Hát nào quá. Mày nuốt là sao mày win hả bu? Nếu như vậy là em vote nè, chị Miu vote nè. Hoàng Mèo vót nè, Huy Huế không? Mình bọt cái là em ghiền luôn rồi đấy. Huy Huế không vót, Huy Huế không vót. Ấy ấy chứ. Lần đầu tiên ba mình chết nhưng mà chẳng. Ai thằng Hoàng Mèo kìa, nó đéo chịu ra đâu. Quầy Bảy ơi, tao đã làm 5 đứa rồi đấy. Mày đéo làm đứa nào đúng không? Ôi, nó như thế rồi bà. Trời ơi, em đi chơi, em có quên từ đầu tới cuối luôn. Mày nói chơi như thế rồi đó. Mày phải khi luôn đi là lấy ghét rồi. Chị em là... Thầy đâu ơi? Bên... Ừ! Con cặc gì? Nó đi ngủ luôn chơi gì nữa. Thầy chỉnh mic xong chưa? Chỉnh xong rồi. Ok thầy nhá. Nghe mic ổn chưa? Thầy chưa? Thầy gặp con nhá. Ok nhá. Ok, okay. Okay nhá. Tí thầy trò mình gặp nhau đấy. Ok nhá. Phát bây giờ đội chém à? Xong cho thầy chỉnh mic tí mất luôn cái đầu chú ạ. Thầy mèo yes, chuyện nhanh lắm mọi người. Ok, chị dẫn chồng chị giết em xong chị hỏi. Đâu chỉ có dân thì bạn thằng Ben này rất hay dí linh tinh nha Ben nhá. Em nói gì? Chả là dí linh tinh anh. Chơi tử tế mẹ em chơi dí đéo thông tin gì cả. Em quay vodka bỏ anh kìa Canada. Mày hỏi lại nó xem phải nó bảo Canada không? Ra e hèm phát bom luôn mà. Hèm thì chúng tôi. Hỏi mẹ là vợ. Động nhiên đi. Số 13, số 13 người nổi tiếng cái đó mà. Fuck! Đi bà cuộc đời của một người thất vị điên đấy. Ngồi đấy nha. Ngồi đấy có ám sát gì là cái nhân nghiệp ấy nha. Biết thì làm nông ba gang thì có tí tác dụng. Uầy, số 15 người Canada kìa. Yếu tìm được. Thế, bây giờ nói khi đéo ai tin. Cú đéo chịu được. Dối vậy. Ôi trời ơi. Lại mày. Không thế. Rồi, nghiêm túc ấy. Ben, mày là gì? Nữa, anh định giết em nữa à. Chạy thôi. Tôi. Em. Em rất là được nhiều người biết đến. Con thấy chú chém ở trong vòng thí ạ. Canada. Nó bú Canada. Canada. Giết người đầu tiên anh. Chú chém ở trong vòng thí ạ. Giết Canada chú. Áo thật đấy. Này chắc là trong một tình tạm hình ra băm luôn. Đâu. Ờ đúng. Mày. Mày đừng bao giờ với chị Trang hết trơn á. Chị Trang chứ nào không chọn Canada. Con ơi thằng này chỉ biết sai tình hình rồi. Chú mà. Chị Miu xong tự nhiên chị Miu chết. Biết đấy, đi mẹ. Bỏ qua cho nó đi đây. Nhưng mà sao mọi người biết chị Miu là Canada? Bỏ qua cho nó đi. Bỏ qua. Mày vừa giết chị Miu trước mặt anh đâu. Biết đâu. Bỏ qua cho nó đi. Bỏ qua đi. Nhưng mà sao mọi người biết chị Miu là Canada? Bỏ qua nha. Cho chơi thêm đúng ván nữa nhá. Đúng ván nữa nhá. Thêm ván nữa đi. Cho làm lại đấy. One more chance. Ôi trời. Ôi trời. Chắc là tự bắn vào thái dương. Bắn trượt hay sao nhỉ? Bắn trượt hay sao? Sao lại bắn ta? Bắn trượt hay là có người bu lộ thông tin đây nhỉ? Bắn trượt đấy. Hai hàng bu nó tự sát. Wee. Thầy à. Ừ. Ben anh bảo. Ben về anh bảo. Dạ. Mày số bao nhiêu mà chỉ nói số cho anh thôi là anh có thể tin được mày ngay. 16. Là 16 á? Tiếp à? Yeah. Ôi thế đi với tao, tao lại ghét mẹ nhất rồi. Đi. Về đây, về đây. Tao với mày cần nói chuyện riêng. Em lại ghét này. Tao ai nhận tao, nam tử là vote người đó lưu cho em. Từ nha, tao số 13 nha. Tao thấy ngỗng ba gang này, tao thấy người nổi tiếng này, tao thấy kẻ đeo bám này và chắc chắn là mày phải hơn số 13. Mày nói 16 cái là tao tin mày luôn. 16 là hình như là người nổi tiếng, thám tử ngỗng ba gang, em random là người nổi tiếng nè. À ừ thế đúng mẹ thôi, anh em mình chỉ có đi với nhau là hợp lý. Ủa mày xem nói rồi cho anh nhờ. Ờ kìa, tao lại hit thế, tao đã nói mày như thế rồi, mày biết tao là gì không? Anh là gì? Tao là tiên tri, ván đầu tao tiên tri thằng Pupu nhưng mà nó chết con mẹ rồi. Ván này, tao tiên tri mày nhá.
Đấy, tao tiên tri mày rồi đấy. Tiên tri em. Đấy, mày là người nổi tiếng, mày là influencer, đúng chưa? Ôi, anh là một cái gì đó đúng không? Anh định nuốt em đúng không? Nuốt đéo nuốt thì nãy giờ tao giết mày mẹ rồi, bây giờ anh em mình phải sát cánh với nhau đúng không? Đi lại tách giải là chết đấy. Đừng. Ủa giống chết hài lắm, hoặc là anh giết em, chắc chắn. Tao giết mày, tao giết từ nãy mẹ rồi chứ đi với nhau một vòng map rồi mẹ mày tao để mày sống làm đéo gì đúng không? Hợp lý đấy còn đéo nữa. Chú Kiếp lại đi một mình. Ừ. Hình như chú Kiếp cái bụng chú Kiếp, anh thấy bụng chú Kiếp căng lắm. Căng cái đồng buổi là ván này làm gì có buồn đâu. Mẹ. Ai biết được. Đi, đi theo đi, đi theo đi. Quả này có uyển khúc tại này. Tại như chú Kiếp đi một mình vậy. Cũng không thấy đi làm việc gì cả nhờ. Ờ, đi thì đâu. Không. Vô lý. Tôi có đèn pin. Đèn pin là gì? À đèn pin à. Ok á. Bạn à bạn có đèn pin à. Sneaky à. Đèn pin này bạn lang thang thế trời ơi. Ừ, trông đèn pin hơi vô lý. Đèn pin hơi lạ. Ừ, đi 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 đi, đi theo Hồng 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 xem đèn pin theo đi đâu. Nào? Đố là nuốt được ai đấy? Đố bạn giết ở đây, đố bạn giết được bọn tôi đấy, đố bạn giết được thằng Ben đấy. Đố đấy. Tiếp bạn giết đi, rồi bạn giết đi. Trời ơi, bây giờ ám sát nói vừa cái nó tin với em xong. Dạ khoan đã đà sao. Ok, tao biết đồn của mày nhưng tao phải nói thế để xem có ai nói gì không mày biết sao. Em lao đèn đã. Ừ, tao lao đèn cùng mày. Thằng Khôi phải làm một cái gì đấy. Em wow. Đang diễn chung mà. Tại sao ba người diễn nhiều với nhau? Ba người là. Ờ. Ui, đây là anh quán kẹo tận dụng này. Ai bắt tao hỉnh nhờ? Thằng mày bao. Rút chưa, rút chưa đi rút chưa đây. Ai chân tay đi nhờ chưa kịp nhìn nữa. Trời ơi, em tôi một người nổi tiếng, một streamer đã bị chết rồi sao? Anh Độ. Thằng hình Độ chạy đầu tiên. Ui giời ơi. Mèo ơi. Mèo. Không phải người chỉ đầu. Mèo ơi, câu hỏi quan trọng này, bảy hỏi đi anh bảy, em hiểu rồi. Câu hỏi quan trọng á. Thấy? Thấy gì không? Thấy gì? Mày lại hình chết. Chết lúc nào? Chết lúc nào? Thế mày chết à? Thế mày chết mẹ mày rồi. Quá. Đúng mà. Ai muốn đâu? Đi em đúng không? Chết từ ra chết rồi sao mày đang hầm đi đâu? Em không có mình đâu. Từ từ nha. Cho em xin mít cái trong cái lúc hỗn loạn em núp trong cái thùng ở trong cái kho mọi người đang nói chuyện thì em thấy anh Kho dám chém người. Ấy ở nhà anh không chém được. Thôi. Thôi, mày số bao nhiêu mày là gì? À, em số 9, kỹ sư anh ạ. Kỹ sư. Kỹ sư đéo chui mẹ vào thùng mà nói chuyện nên đi lêu hêu ngoan cứt à? Vâng. Mọi người đang báo là có người tàng hình thì em vơ vẩn vớt. Tao biết thằng nào là kỹ sư luôn. Vốt thôi, vốt thôi. Ok. Follow. Mọi người không tin mọi người cứ vốt thôi. Vốt thôi, tất nhiên rồi. Vốt thôi. Vốt thôi. Vốt thôi. Rồi chơi vịt mọi người toàn dỗi nhỉ. Mày nói câu nữa là bọn tao dỗi mày đấy Quang. Uầy. Mọi. Anh hơi quan trọng với cái làng này, anh phá được hai vụ án rồi đây em ạ. Bây giờ anh nói đi. Mày ghét thằng nào? Từ bây giờ tao chỉ hỏi thông tin phát thôi, tại vì tao là số cuối nên là tao ra nhiều thông tin vãi cả cứt. Ghét thằng nào dám nhận? Ừ. Anh số gần cuối. Thông tin đầu tiên. Mày số gần cuối á? Ờ. Số gần cuối. Tụng được. Mày bé số mười mấy? 14. 14. 14. 14 là ngẫu nhiên, 15 là Canada, 16 là ngẫu nhiên, đúng chưa? Đúng. Thế tao tin vào đấy. 14 mày còn nhìn thấy những cái gì nào? Em nhìn thấy một cái tim, một bịch tiền, một thằng cầm dao. Rồi, thế thì chuẩn có mẹ rồi đấy. Cảm thấy như Phạm Nhật Vượng, cảm thấy như Phạm Nhật Vượng. Ờ, nói gì đi chú? Không nói gì à ban? Tôi đang đứng với nhạc với cả thằng Phát. Tôi bật đèn pin lên thấy xác thì tôi bảo nó lên report thôi. Ừ, đúng lúc thế chứ nhờ. Ở đâu anh? Ở đâu? Ở trên á. Ngay trên nhắc cái mình luôn á. Thế thì còn mỗi nhím như hạt mèo chứ ai đâu. Đúng rồi. Cái gì đấy? Mèo. Đúng rồi, đang ở bên dưới. Tao Ali với Huy Huế đang đứng với nhau rồi. Với thằng Bảy đang đứng với nhau rồi. Đúng. Thế thì đúng rồi. Chắc là mèo rồi. Thằng này cứ có mỗi thằng mèo ú.
người ta là gì? Em ở sắt dưới mà người vừa chạy lên mà. Nhím thấy. Thằng nhím thì anh không biết, nhưng mà thằng nhím đúng là nó mới từ bên dưới chạy lên thật chứ không phải ở bên trên đâu. Em vừa chạy về chỗ anh Độ bên dưới chạy lên. Nhìn vớ vẩn, tôi gặp nó ở phòng giặt bạn ơi, nó chạy từ trên xuống. Thì em ở phòng giặt to. Thế thằng hoàng mèo là gì? Xung quanh ở trên thì chỉ có xung quanh ở trên nhé. Đến giờ phút này em phải lộ rồi, em đang thân phòng. Hả? Em vốt luôn này, em vốt luôn này. Tao tin điện tử của tao này. Sao vót? Ủa? Ai trong phòng em? Giới thiệu với mày phòng số mấy? Dân phòng số mấy? Dân phòng số 10. 10 con kẹt. Dân phòng số 11. Trời ơi, số 10 nhỏ lùa đấy mọi người ơi. Cũng đọc tình yêu quá nó yêu tao ấy. Nó tiếng chết thế nhờ. Trời ơi, người đủ tiếng chết em nói đúng mà. Trời ơi, cái đấy cũng hơi lộ liễu thật. Hơi lộ liễu, chắc là đáng được. Cũng ghê đấy. Ủa, ván này dễ thế nhở? Tại thần thật. Tìm rõ ai là thần thật không? Thằng Bubu nó tự bắn bắt đầu nó kìa. Tại nghe em bị hư, em nghe nhầm ra anh chip. Chip mừng em bắn. Đi khám phá. Nghe nhầm à? Hay quá, tên làm người. Nhìn về chất nhanh rồi đây. Trời ơi, cái gì chết queo luôn à. Anh Khôi. Ủa, có phải tại tao mày chết đéo đâu, lúc sao đéo chạy đi, đừng ngồi đứng ăn cứt à. Anh Khôi diễn kinh thật. Em đứng ở giữa ấy. Tao bảo là chạy đi rung chuông đi, thì đéo chạy theo tao. Thằng Khôi mà ló mà là vì xuống nó ló nhiều lắm. Đầu ngu thật. Kêu vào đầu tự bắn luôn mà. Bên nó bảo thêm bút ra ra. Anh Đỏ xong thằng Bubu nó bảo là em thử anh chip là chi bưng, em bắn chi bưng cho mọi người. Mình cao đấy chứ. Bắn chi bưng là đéo gì. Ủa. Chai đi. Thế thua. Mày đi lấy chăn không nhở? Em nghĩ mày là đá. Chú chết là bầu đồng. Motherfucker. Mày chém trước 3 người luôn ấy. Ừ, mà chém lộ quá, bao nhiêu người. Yeah. Em fake làm Dada, em tưởng nhanh thế thì mọi người sẽ nghĩ em là Dada. Chứ không phải Dada, chứ không phải. Chưa mới 20 giây đã Dada rồi. Ôi, em còn lúc điện đấy, em không phải, em công phu lắm rồi nhá. Em vừa ra nhá, em làm nhiệm vụ hùi hụi luôn. Nhưng mà em tưởng mọi người để ý, trai để ý. Để ý em đéo mình như thế. Tự nhiên nó đang đổ, nó thấy nó sẽ chết rồi. Nó ở đấy đâu. hai game mày em là vịt nhưng mà mày fake Dada. Em đặt chim ưng. Anh chim ưng à? Đấy em fake làm Dada sao không kiểu nè tê lê tí. Trời ơi, chị Trang lại người Canada rồi. Trang lại người Canada rồi. Udis. Thầy đồng ngỗng ba gang. Căng ấy chứ. Ô, mẹ một vịt ẩn à. Lượn mẹ mới đi. Ồ kìa, em số 15, đần lắm. Số 15 là gì? Người báo thù. Thế luôn mày còn thấy những rôn nào? Còn thầy đồng pháp y với cả ngỗng. Ôi đi theo anh. Lấy hít luôn. Về đây anh bảo. Anh số 16 nhá. Anh số 16. Lúc anh thấy còn thầy đồng, còn ngỗng ba gang. À, và còn pháp y, anh là pháp y nhá. Tin mày luôn. Ừ tin luôn. Ok em là người báo thù. Ừ tin luôn. Anh em đi nhau là lấy hít mẹ thôi. Lấy hít nhở. Ừ lấy hít thế nhở. Thằng này là gì? Mày là gì? Con lợn. Mày là gì? Ừ. Hỏi không muốn trả lời thì hỏi con lợn. Hả lỗi tôi. Không gặp cái ông mẹ gì con lợn. Tôi là con lợn. Rồi. Tôi là con lợn. Thôi bình tĩnh, calm down. Đây ra đây. Bọn tao lại hít vãi cứt rồi. Rồi bây giờ bình tĩnh lại đi. Mày là gì? Vãi gì thật. Con là con lợn. Thôi đẹp xin lỗi nó câu. Thì mẹ đéo ai nói thế. Đấy nó xin lỗi rồi đấy. Ok chưa? Mày là gì? Con là số to lắm. Số bao nhiêu? Đi mẹ mày đang đứng nói chuyện với số 15 và số 16 đây. Mày số bao nhiêu? Con số 13 thầy ơi. 13 to đéo ơi. 13 là đéo gì? Con tinh linh. Tinh linh à? Thế 13 mày nói đi luôn mày. Thế bọn tao nói chuyện riêng mày đi. Đúng lên đây. Anh em linh.
United đấy chứ. Lấy hơi đồng với thẻ bắt con nhận rồi hơi đồng nhưng đấy. Mà bạn tin lỗi thôi à. Không. Ui à. Ui ui ui. Vừa mở mắt ra mới. Lady and gentlemen. Nói đi, lấy đi, nói đi. Nói đi, nói trời nhiều thông tin quá, phải ghi chép lại. Nói nhanh lên. Từ từ nhá, bây giờ mọi người nói đi, mọi người đang đi với ai? Tao, thằng Đép với thằng Phát, ba thằng đi với nhau. Em đang đi chung với vậy cơ. Tôi đi với chú Chiếp. Em đi lung tung. Chú Chiếp dọa nuốt tôi nhưng mà không nuốt. Nhưng mà, như chú Chiếp chưa đói. Mọi người ơi, em có một thông tin rất là quan trọng. Lần đầu tiên em thấy Bung Bung, nó đi với lại Hoàng Mèo. Hoàng Mèo chết. Không có nha, không có nha, không có, không có nha. Có, nó đều đi ngang mèo luôn đấy mày. Mày Đẹp mày, đẹp đẹp mày về lau đèn lồng, tao có chuyện, về lau đèn lồng, tao có chuyện, lau đèn rơi, Em biết rồi, nhiều thông tin chứ. Vô thiệt kìa. Ơi. Nhiều em không gặp ai. Con kẹo ơi, anh biết chỗ mày đứng với con kẹo ạ. Tao được ra đấy không? Á đời. Có vậy sơ vậy. Mày đừng gọi tao. Anh Missy Moi chờ cool down. Chờ cái gì? Anh đang có hẹn. Đợi tí, người tình anh xuất hiện bây giờ. Đấy, đấy rồi. Đi. Không phải. Đi. Nãy là anh Độ hẹn em ở đây. Này. Nãy người nổi tiếng chết thằng Phát đéo biết. Anh em mình đều hoảng hốt. Ừ, nhưng nó đéo nói gì cả. Đấy. Hello. Ơ bạn ấy nãy bạn có thấy kiểu anh hình như anh Độ đi qua chém ai đúng không Tùng? Không. Chém ai? Chém ở đâu? Uầy. Hôm nay bạn không thấy gì à? Tôi có thấy nhưng mà không phải anh Độ chém người. À thế à, thế thằng này cũng là hit đấy chứ. Chặn mẹ thôi, bị chặn rồi, bị chặn rồi. Oh shit. Thứ ai đặt vòng hoa vậy? Này cũng có cái đồ ăn hết. Nào nhỉ? Ê, dãy bên này, về Phát ơi. Này. Đây. Ê, bánh mì. Cái địt mẹ nhà mày luôn đi thề. Đợi tí con chỉnh mic nhá. Fuck. Thế sao mẹ mày đéo bồ nông đéo vẫn còn nhìn thấy biết người nổi tiếng chết. Ờ thằng này mẹ cũng giỏi nhở. Ok thì thầy hỏi thế con phải nghi chứ. Ừ mẹ em thề thằng Đép hỏi câu lộ thế. Sao mày bảo mày là tinh linh? Lộ thế cơ mà. Linh tinh mà thầy ơi. Nó mày đéo giết được tao đâu. Mẹ thằng nó report vậy. Ui. Thấy xác của Bo với lại xác của chị Trang ngay chỗ Ui, ngay đây luôn. Từ từ, Phát là bồ nông nuốt anh Moi này. Bên kia là Ben, đó là con Ben, Chiên Giang, Bố Béo, Chị Trung này. Không, Bố Béo hay đi lẻ lắm. Theo Bố Béo xong rồi Bố Béo giết Chị Trang luôn. Không có lẽ, mới thấy xong. 7 là số 13, 7 là Tinh Linh, 7 bay hết, thấy Phát nói chuyện một mình này. Thấy anh Ben đi chung với Chị Giang này. Ngay chỗ mà đúc bộ ấy. Bố Tăng Tùng thì nãy là anh Tùng thôi. Nhưng mà từ từ. Tôi là con Lân. Nhưng là... bạn là hồi nãy có double kill. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp ơi, mình hoang cho anh cái Đẹp ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp ơi, mình hoang anh chơi. Mình tập trung double kill đi, không là thua đấy. Đúng rồi, tập trung đi. Thích tắm nó thằng Tùng rồi. Như là Đẹp chứ. Thôi, không phải là bố nông. Hai cặp thôi. Cái gì? Trời ơi, tôi là con Lợn. Tại vì không thấy màu, chỉ nghe tên. Chết mẹ mày đi, ăn tao không giòn đâu. Tình tình phải gặp đúng tình tình điêu ạ. Biết thế không nói chuyện là. Đi bà nuốt rồi lại vừa đi vừa lẩm bẩm ạ. Ôi mày chém tao đúng không bố?
cái gì em là à, kẻ đau bám mà ngọt, ngọt thằng nào chém ta nhở, thằng Nhạc à? Em kẻ đau bám mà bị Nhạc chém chém chết queo không? Thì thằng Ben chém tao à? Ok à, đi thôi à. Nhạc là kẻ cãi trang, Nhạc giết Dex, biết thằng Dex xong em giết Nhạc rồi. Em lấy trong phòng nha. Được quá vậy. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý luôn. Này, tao là thám tử, Legit. Quá. Thế thì... Ali xong vừa rồi cậu lại chạy đi, cậu ngay sát mà. Rồi, bây giờ kể em nghe nè, nãy tôi đang chui tủ, thì tôi thấy Nhạc đi lên, đúng không? Sao tôi không thấy Nhạc nữa, tôi chỉ thấy Dep với lại Huy Huế thôi sao á. Cậu là gì? Tôi là chim bồ câu. Tôi đã đẩy được phát rồi, tại vì nãy tôi thấy phát nói chuyện một mình. Thằng Ben cuối Huế, thằng Ben cuối. Thôi anh Khôi, anh Khôi rồi. Tao đi với Huế từ đầu. Thế anh Khôi là gì? Anh Khôi là gì? Tao á, cảnh sát trưởng. Really? Ừ. Đâu có ai nhận đâu, đâu có ai nhận đâu. Tao đi với em Huế. Em là thám tử. À? Ủa? Sao nhiều người chức cao thế? Anh Chip là bây gì? Giờ đi chung làm nhiệm vụ hết là anh sao? Anh chui tủ. Hả? Quang Kẹo là kỹ sư. Anh là gì? Thì anh là vịt cuối, Quang Kẹo kỹ sư rồi. Em kỹ sư mà. Anh vịt cuối. Anh chui tủ mà. Anh là chim bồ câu. Có một vịt thông tin nữa đó là anh Chip là gặp bạn nhé. Xong rồi anh Chip đi đâu? Ali với anh Chip thôi. Đúng rồi. Còn Ali với anh Chip thôi. Thế chú nói anh đâu? Chú trước là anh Khôi chém Ali là đẹp. Chú đi. Nếu mà em bồ câu rồi. Chú là đa là cúng luôn. Đa là giống đa. Chú đa sao nhở? Ừ. Quý nó giống vậy. Quý luôn. Không có gì, cậu quan nghèo là vịt à? Sao cậu bảo đa? Tức là anh đúng. Còn ai ở đâu hết sao ấy? Trời chú đa luôn. Mày thế. Trời ơi, nếm đa đa. Bù bù phế quá. Trời ơi. Nè, thằng phu phu đi. Bốn vị tử. Em làm bù bù làm vịt đấy. Quá. Thằng bù bù ba bánh vật đẹp mẹ toán. Làm vịt rẻ điên. Sao em lại bị vốt nhờ? Anh không dám chém luôn ý. Thế mà Nhạc chém luôn. Tôi theo dõi ông mà bù bù. Hay hết rồi. Em cải trang mà anh chết. Tôi bay theo ông. Hồi nãy em lộ rồi, hồi nãy em lộ lên tới luôn. À, sao tôi ra. Tôi không biết đó là ai thôi. Đi pa, tôi béo một đều ấy nhá. Mày cẩn thận. Thôi cứ dí em thôi. Cứ cẩn thận, buồn cười quá. Anh không thấy mày, chứ anh phải nghĩ đi mày đi đúng không? Mày đi với Nhạc. Em đi với mày mà. Đem mày hóa ra là số 15 với số 16 nói chuyện với số 1. Mẹ à. Ủa sao anh Độ phải chạy lên làm gì anh Độ? Đi lấy bát mì tôm, trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Hãy đi rồi. Cảm ơn cho anh rồi. Xấu như bồi. Làm phái sổ thế này thì chơi gì? Cristiano Ronaldo. Ui. Rồi. Cuộc họp xong rồi. Chú chép, chú chép. Chú chép, chú chép. Chắc chắn là chú chép. Tích 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 Ấy rồi, cái này hay này, bay được khắp mát này, tinh linh thật, hợp lý đây. Số 16 ơi, tớ đợi cậu này. À kìa, ai chọn chim bồ câu lúc đấy? Ok cậu nha. Rồi. Tớ chọn chim bồ câu nhỉ, sợ chết thế nhỉ? Ui. Thế có anh Phùng Hoa không? Thế mình ra chỗ đặt hoa, mình nấp ở đấy xong rồi mình cứ bay thôi, hợp lý. Anh nhìn mày ngu quê. Ôi, mình hai còn chung ứng. Ali 16 hả chị Ali? Ủa, mình đừng chơi chim bồ câu rồi hả? Chị không sự chọn đâu. Thôi. Không kì kì nữa. Nghe là còn bo kèn đó mọi người ơi, có kèn kèn đấy. Không biết là số 16 kèn kèn luôn này. Ông má cục đời. Tôi biết ai là kèn kèn rồi. Để tôi bấm. Thì tinh linh mới update là không đếm giây nữa, cứ chạy thoải mái thôi. Thế là mình nấp vào một góc nào đấy. Ui, nó phải là góc này luôn, đúng không? Hợp lý chưa? Đéo ai biết, đéo ai quan tâm. Nobody care. Xong rồi mình sẽ bay. Ơ, nó kẹt mẹ rồi. Ơ, sao đéo bay được? Sao đéo bay được? Dùng chuột đéo được. Bay đi nhào. Sao đéo bay được? Sao đéo bay được?
Ơ? Ờ? Mày đi nhào? Mày nhào? Ơ? Ờ? Sát cái chỗ chui tủ này. Ơ? Ờ? Con hiệp sĩ mọi người. Em dội thế nhở? Em có thông tin mọi người. Em có thông tin. Em có thông tin. Em có thông tin. Từ từ. Em chui tủ ở chỗ phòng thí nghiệm thì thằng Nhạc đi đằng trước, thằng Tùng Béo đi đằng sau. Sau đó thì thằng Nhạc báo sát thằng Tùng Béo. Rồi thế thì vớt thằng Nhạc. Nhạc chém thằng Tùng Béo. Còn thằng Nhạc chuẩn chưa chị Miu? Chuẩn chưa? Tao nghĩ là chuẩn đấy. Tao nghĩ là tin chuẩn rồi đấy. Hình như là. Em một cái bản lừa rồi. Bản tại. Còn vụ án nữa. Vụ án nữa. Có phải trên nữa? Là người đi vô phòng thí nghiệm. Nhặt nhặt rồi, nhặt nhặt rồi. Tôi biết ai rồi, tôi biết ai rồi, cậu bảy à, tôi biết ai rồi, tôi biết ai rồi. Nó đó, em nghĩ là hình như là sau một chạy xuống đấy chị Ali ạ. À nó. Em nghĩ là trước sau một chạy xuống đó. Hai cái giỏ sò, cái giỏ sò đó. Không. Để tôi, để tôi. Chắc thành phát là Canada rồi. Play git luôn. Để tôi cậu bạn ở nhà. Để tôi nạo sò nó. Nạo sò nó luôn đi. Mẹ có tin được thằng 7 để hỏi nó không ta? Lại nữa. Vẫn đây. Rồi, mình chui ra góc bí mật của mình đi. Mình nghĩ là sẽ không có thằng nào chơi theo kiểu như mình đâu. Ờ, sẽ dừng ở chỗ đặt hoa. Mẹ đéo bay được thật ạ. Thề cay thế. Thề. Dỗi thực sự. Vẫn đánh giám được. Mẹ làm tinh linh đánh giám ăn cứt à. Mày nhào. Úi nổ bom. Em sơ suất quá. Tự dưng nở luôn đấy. Bởi nhảy nhá. Em đi qua thì thằng Dép nó đưa bom cho em, sao em chạy xuống em đưa cho thằng Ben. Sao em chạy lên thì trời em phải tự sát. Trời ơi, không phải em là bom, không phải em, một chỉ là một trong anh Ben hay là anh 7 thôi. Em không phải là bom. Chạy lên thấy xác của sau Ben. Sau hai người chạy lên, lúc sau hai người chạy lên rồi, xong rồi là em với cả chị mới chạy theo sau thì lúc đấy chị có bom đúng không? Nhưng mà không phải em đặt cái bom, em phải đặt trước. Em đi cạnh chị em đặt làm gì? Mày nói cũng đúng. Và lúc đấy em có thằng 7. Chỉ là em phải chạy à, ra đúng rồi, rồi, đúng rồi. Có thằng 7 gần tao này, có thằng Ben nữa này, có thằng Dép này, có ai nữa nhỉ? Ủa tại sao có Ben lại chết? Ừ, tại sao thằng Ben lại chết? Mày đi đằng sau tao, tao chạy xuống. Ờ? À không, thằng Ben cầm bom mày ơi. Nhưng mà lúc chạy lên thì là thấy là một cái xác nữa. Ờ không, em nha, chạy chung với cậu Ben, tự nhiên đưa tới cái chỗ kia bị đóng cửa, cậu Ben đứng ở bên cửa còn lại. Thằng Ben cầm bom, tao đưa Ben, tao đưa bom cho thằng Ben. Nhưng mà sao chị Ali lại chết vậy? Đây nhá, chị Miu, tôi thấy thằng Miu Huế chạy từ bên phải lên. Kẹo đứng ở phòng kho, sao bây giờ Quang Kẹo chết thì Miu Huế thôi. Ủa? Không, đấy. Em bị đóng cửa rồi. Ê, khoan, hồi nãy em vừa mới gặp Quang Kẹo, xong rồi tự nhiên em thấy Huế chạy nhưng lên. Nhưng mà từ từ phải có chết. Người đưa bom cho em trong cái phòng đấy. Ừ, thì đã. Ê, sắp... một trong hai cái đấy thôi. Tim. Ê, là từ từ Miu Huế. Không, anh Quang bị đóng cửa bên chỗ gần cái phòng... Đâu, vừa mới gặp Quang Kẹo. Ôi, Huế đây, Huế bắt vào kìa. Từ, em mới gặp anh Huy. Em mới gặp Quang, anh Quang ở phòng sách. Mà đang nói chuyện, tôi kêu là anh Ben đang bị kẹt ngoài cửa. Cái tự nhiên Huy Huế đi lên. Thế anh Quang chết luôn. Ủa giờ không để ý luôn á, giờ biết á. Thế là anh Huy rồi, với Huy đi. Ui, mẹ vừa thấy bóng dáng thằng Huy ở đâu nhỉ? Ê, không phải em. Ê. Với cả em lên mà. Ai ho đó, ai ho đó. Ho thế nhỉ? Tao nghe ho xa thế nhỉ? Yo. Tao là Canada. Thế. Tao là Canada. Canada. Cao thủ băm. Ơ đi bẹ, thề tao số 7 tinh linh bị lỗi ạ, cay thế nhở, đéo làm được cái gì? Dỗi vậy? Trời ơi, thế là không phải ta Canada thật. Canada, con đây thầy ơi.
Mẹ mày, tao nói thế để chúng đỡ giết tao. Người em lại cầm bom rồi. Em nhìn thấy chân nhưng em không thấy người. Oh shit, I don't miss it. Đấy nhá, phù phù nhá, phù phù thật. Em đứng ở đấy mà có người chết này. Không nhím cũng đứng ở đấy, thế thì mình loại trừ thôi. Đúng rồi, mình chỉ có mấy em còn lại thôi. Thế anh Huy rồi, em nghĩ anh Huy rồi. Thôi chắc là... Không, anh đang đứng phòng đúng không mà. Chờ mọi người tới, mọi người có tới đâu. Anh lại có thông tin. Cái L7 này. Sao mày không đúng luôn? Thế sao mày không có thông tin? Mình chưa gặp ai nữa. Cái gì anh nãy K7 là ở trong cái phòng trong cái phòng gọi là mộ đúng không? Xong K7 chui ra đúng không? Xong đi mình đúng không? Ừ. Ừ, đúng quá. Hồi nãy K7 đứng ở trong đó. Tôi là kỹ sư, tôi thấy đỏ ở trong đó. Trong phòng mộ, rút 7 đi. Đúng rồi, rút thằng 7 đi. Phòng nào cơ, cái chỗ mộ á, thì 7 nhận 7 ở trong mộ mà. Thì kỹ sư nó hiện ở ngay mộ mà. Vật chết bấm nó vẫn hiện mà bú bú. Không. Anh đổ, sao anh đổ chung lối vào nha mọi người. Sao anh đổ chung lối vào nha. Anh bảo vốt thằng 7 đi về thông tin thằng 7 của Huy. Ui, thế thằng Huy là chim ưng à? Thằng 7 nó chạy trong hang xương một mình. Đi chung là tin được đép với lại nhím nha. Ủa, thằng nhím im re. Mất điện, em mới chạy chỗ có điện để quẹt lưới chứ. Chưa kịp ok. Tám tử thi. Bởi vì vừa nãy trong lúc quả bom của em với đép là cũng có xuất hiện thằng 7 nữa mà. 7 sát người em. Trời ơi, thì tin. Chứ sao phải là người ấy. Ê, giờ giết em xong giết Huy Huế. Cho anh Huy là hợp lý đấy. Em còn chưa gặp ai nữa, đi trong đáng nghi quá. Đi trong vốt em luôn. Trong màn đêm mà chưa gặp ai nữa đã bị vốt rồi. Thằng chó bảy mày phải bôi tao luôn không? Tao uống bom chị Miu mà, chị Miu đưa bom cho mày. Để em bấm sabote cho. Thì không thấy ai bấm cho. Bảy ơi, nãy mày chơi tinh linh nó đéo bị lỗi đâu đúng không? Dạ, tao sao anh? Tao chơi tinh linh, tao xuất hồn ra, tao bị đứng yên một chỗ đéo đi được là thế nào? Nốt Huy Huế là xong. Hết rồi, không còn ai nữa đâu. Cũng nốt Huy Huế thôi. Từ từ thôi. Tại sao có hai người chui tủ nhỉ? Anh Khô cũng là chui đúng không? Không. Ấy này. Đẹp ơi, tự nhiên nãy Huy Huế nó chạy tới chỗ anh, nó kêu là vote nó đi là sao? Nó đa đa đấy. Quá. Ờ, Huy Huế tự nhiên chạy lại kêu vote tao đi. Nhưng mà sao thì lại có hai người? Không, bây giờ vừa đấy là em sử rồi đó. Em mọi người kêu vote em thì con không chịu chơi nữa, mọi người vote em thôi. Chị Trang bị nổ bom chết rồi, mà anh Huy còn chỉ lưu đến vụ án ra trước nữa. Không, vote anh Huy đi. Huy là Huy nó kêu nó vote nó đi mà. Lúc này đặt bom làm gì có mặt luôn. Nhưng mà nếu bảo là vốt đi thì đa đa rồi. Nhưng mà chị Trang chết rồi. Khôi chui tủ được. Ê, nghe này, anh Khôi chui tủ được. Câu. Ừ đấy, anh Khôi chui tủ được mới nghi. Bù câu hả? Thì anh chết đi. Bây giờ nhá, tao đẩy chết được nha. Thế thì sao không vốt có bù câu? Tao là đẩy chết được nha. Vốt anh Huy kìa, vốt anh Huy kìa. Vốt con bộ. Vốt bù câu anh không, tầm này bù câu khó hiểu lắm. Ok. Vốt anh Huy kìa. Vô lý thật. Tao đứng đây cho mày giết luôn. Còn không? Anh ơi, là sao mình cho thằng Bubu chơi game này nữa không? Này nó mới nhận rồi. Xuất hồn được rồi, hết lỗi rồi. Sao nó ngốc nghếch thế nhỉ? Nó chỉ chơi game bắn nhau với tôi. Hệ tư tưởng đấy. Sao có thể... Của mẹ em biết chơi game thôi. Vô anh Huy là xong rồi. Quá hay nhỉ mời, quá đi. Không phải, tại vì vừa rồi là nổ bom chết mà cái vụ vừa rồi là em với thằng Dep với thằng Bubu là không liên quan rồi. Cái vụ giữa anh Độ ấy. Đúng. Mà anh Huy lại còn trước đấy lại còn bị tình nghi nữa. Không, anh Huy chỉ có thể là anh Huy thôi. Anh Huy ra còn kẹo nữa. Bom luôn ấy. Em chỉ nghe một tiếng bom nổ thôi. Không, anh giết anh quan mà... kẹo thì chính tỏ anh là giết được người chứ không phải là bom. Nhưng mà anh Huy anh mà là vịt thì chạy đến bảo Pupu là vote tao đi để làm gì? Fake thế thì fake thế được mà. Tao là vịt tao phải đường cùng đa đa. Cùng có khi nào là fake đa đa không? Hay là đa đa thì... Fake đa đa hoặc đa đa thì 50-50 vứt mẹ đi. Vứt mẹ, trò thắng nó đa đa, trò thắng. Đi vote em đi.
cười vậy? Ghê quá mày. Giờ ở đây không có cảnh sát. Thì đa đa là chịu luôn ấy. Sao mà đa đa được? Đa đa mà. Đa cho mày thắng. Đa đa. Ơ kìa. Ô kìa. Nước cam, nước cam, nước cam. Đẹp béo đi chứ kìa. À. Bu bu, đừng cái luận vội, còn thằng đép. Có người chết. Không phải, mà. Mày, tao nghĩ thằng đép là đặt bom đấy, mày cứ để cho thằng đép giết người thế nào? Tại vì chị Sang bảo là cái vụ mà có 70 thằng đép ấy thì có bom đó, thì vẫn còn thằng đép có thể là bom. Còn anh Khôi chắc là chi bồ câu rồi. Đứng ngay chỗ đấy luôn mà vẫn có người chết. Tao cũng đứng ngay mày mà. Em còn đứng cạnh cái thùng luôn ý. Nhưng mà Nhiễm cũng đứng ngay đó. Em còn cạnh cái thùng luôn ý. Mà vẫn có người ngoài chết thôi. Đúng. Anh cũng nghĩ như Nhiễm. Còn đặt bom thôi. Còn là thằng đép ấy. Là trong cái vụ mà chị Sang bảo ấy. Đép có ai nghĩ như mày không đép? Tao thám tử, tao thám tử nha. Bây giờ nha. Ai nghĩ như mày không đép? Cái gì? Đúng rồi. Có ai nghĩ như mày giống vãi lìn ấy. Mà mà anh thấy không, tức là lúc mà em đứng cạnh ở đấy luôn, ông còn chạy lại mà bên ngoài vẫn có người chết. Thế thì em mà đã đứng ở đấy em không có liên quan gì, bom bùng gì, giết người gì thì làm sao mà lại bu bu em phải nghĩ đi. Đúng mày nghĩ đúng, đi đúng. Chị Sang bảo là anh, chị Sang bị đập bom mà trong lúc đấy có anh Bảy với cả thằng Đép, mà chị anh Bảy chết rồi thì còn thằng Đép thôi. Anh nghĩ nhá, cái người bị đặt bom chết là chạy lên trên. Thằng Đép luôn đấy, tao nhận thám tử luôn đấy. Thằng Đép nó chưa nói rôn nó kìa. Trời ơi, em là pháp y. Ủa em làm cái gì? Phát bi số bao nhiêu? Số 14. Lúc đấy không ạ? Đúng thật, phát bi số 14 thật. Được kìa hả? Hay quá. Quá trời thật sự. Ủa? Má, bu bu này. Phải đập bom. Hãy lấy tin đừng. Nghe nhiễm nghe. Xuyên lộn tùm lưng tùm lang đúng không? Sao mãi em sẵn thê quả đấy? Thì biết Huy giết anh ấy. Quả đấy không bị gì anh? Thì em thấy mọi người bảo thế mà. Anh nói là anh có anh Huy đi một mình xong rồi anh Huy là anh Quang chết mà. Thằng Ca Lừng Bảy đặt bom mà cũng là hai con vịt này. Thằng Huy quá đấy. Thế thì đúng là thằng Bảy đặt bom xong rồi chạy lên chạy đen giết một đứa. Xong rồi khỏi chơi quá. Em quả đấy em không nghĩ anh đó mà. Tôi đặt bom bạn đâu thề, tôi đặt bom chị. Mẹ phải bảo vệ chị. Ai đóng cửa. Chị đưa bom cho em đi. Ai đóng cửa. Lúc đấy hai con vịt thật bên ạ. Lấy rồi. Thôi thôi, chị mày đưa bom cho em thì... Thế mà không có em là anh bị cả làng giết ở đây nhỉ bạn? Rồi. Sang đây, sang đây, sang đây. Của em là anh bị cả làng giết đấy. Chuẩn đúng không? Là rối loạn tiền đình đấy. Lập luận chuẩn luôn đúng không? Ừ, không hiểu sao xin ra đếp bom rồi. Đây rồi. Nói chung là... Ô nhầm. Nói chung là cả làng bị xung quanh luôn tắt. Nhưng mà em không có chắc là chân kiến gì cả, xây tùm lưng tùm la. Tí dắt được anh bút để cái. Nghe dội thế nhờ. Nó đang dắt mày, mày dắt nó đéo đâu. Ok kìa, dắt em. Em có một tay nhờ. Nó dắt cả làm mà. Sâu dữ vậy trời ơi, hôm nay là ngày lần gì vậy trời ơi. Chắc mày không sâu bằng tao luôn. Chắc chắn vui vẻ là không. À, tao biết mày là gì rồi. Nghĩ lâu rồi, tùy chọn rồi này. Đói là đói thì đéo nào. Thế tao biết hai thằng chúng mày là gì rồi. Quên con mẹ cái ván là tôi là kền kền. Tôi có khi là kỷ lục gia thế giới. Thắng bằng kền kền chỉ trong vòng 1 phút 15 giây. Và phát đi bú một lượt phát tôi thắng mẹ luôn. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho các bạn nhưng mà ở một map khác. Thế nó mới gọi là MVP. Thế nó người ta gọi là highlight đấy các bạn. Ờ sao ai cứ cho bố câu nhờ. Đấy. Người chào bố câu người chui tổ bất cứ dân luôn. Thế là thành hai con kỹ sư à? Ken ken. Ăn năm bãi cướp để giành chiến thắng.
Yeah. Đợi cậu định đợi cao lao xong cậu giết tôi đúng không? Ui mẹ. Ok thế, tôi tin cậu. Căng thẳng thế. Đồ ác quỷ, nghe có vẻ là không uy tín lắm. Ui, thằng này nó giả vờ làm nhiệm vụ này. Mày giả vờ. Đấy, em vừa được một đồng xanh xong. Làm nhiệm vụ kéo ở đây. Kéo cái gì? Kéo cái núm đi, vặn hai cái núm. Nãy tao thấy mày đứng đây mà thì mày phải làm nhiệm vụ ba cái nút chứ. Thế cay thế nhở? Dỗi thực sự. Đéo hay quan tâm luôn ạ. Trời ơi. Cho tao chơi game đi. Ở đây rồi. À, có cái xác ở trên là xác của anh Moi. Em đứng nhìn đó. Xong rồi lúc sau có tiếng bom. Tiếng bom ai cầm đó em không biết. Tao thấy mày đứng trên xác mày. Sao mày đã report? Em đứng em kêu có xác trước đã mà. Thì em phải kêu trước chứ không thôi. Em bó report liền mọi người kêu em biết Canada. Có thằng này đi. Cái sao giống kịch bản của Dada vậy? Không, em không phải là không. Em không phải là Dada. Có chim bưng làm sao có Dada được rồi. Tôi thấy Nhạc đi lên một mình lên trên đấy. Nhạc giết anh Moi chắc luôn. Nhạc cái gì vậy? Thằng mẹ mới là Dada này. Đứng chơi bờ phát này. Nhưng mà hồi nãy em thấy xác thiệt. Không mấy mình quên anh độ đi được không? Mình quên ông bên nhau ai được không? Ơi. Chứ thông tin nó kỳ quặc quá. Nhưng mà anh nhau lại. Thấy xác mọi người thấy xác mọi người. Nhưng mà thằng bô béo là cái gì đó là bồ câu. Con mẹ mày. Là con mẹ mày á. Hết cả luôn. Người hình sao này nó là. Mời tin tôi. Thông tin tôi nha. Sniper nó báo thông tin cho đồng đội này. Jim là vu vu rồi nhá. Chắc là vịt. Jim. Mẹ mày thằng Khôi hình như là cũng là vịt hay sao? Cũng đéo nói thông tin là tôi với thằng Nhím đi với nhau ạ. Má. Còn Đà Đà ơi. À đi mẹ. Tao kêu bố làm sách trưởng chém chết mẹ. Chém đi. Chém đi. Chém đi. Tao có chém được đâu mà chém. Hai người bị lây bệnh. Thứ ba luôn đây, ba người. Em có vote trước không? Có cần. Nãy em bị câm lặng nhá, hình như là đó có số đó. Nó lây bệnh kìa. Căn tôi nhà, căn tôi. Đừng có lây nữa. Nó lây bệnh. Nó đừng lây nữa, nó lây kìa. Con tin chú. Chú phải giết con cũng được, chú ơi. Ừ. Đi chung đi, mọi người. Ê, bom! Bố bị ăn à? Đúng rồi. Ai? Lừa bố bố. Ơ thằng bố biến mẹ đâu rồi? Mẹ sợ quá. Chúng mày không chạy bom à? Chúng mày không có bom à? Ơi thằng Ben là tinh linh mẹ nó vẫn bay được này. Thề sao hôm nay tôi đen vãi cứt vậy nhỉ? Mày làm gì đây? Chắc là anh khó trưởng. Cầm đi. What the fuck? Anh đặt bom. Cầm đi, tôi là cảnh sát trưởng. Sài Gòn đây, bye bye mọi người. Trời ơi, chạy đi. Nói với ta. Thằng hoàng mèo thì bố bấm chết rồi. Nhưng mà sao thằng hoàng mèo đi trên xác của bố nhỉ? Ở đó có cái xác, em report xác bố luôn. Mọi người, em trái. Có đầu tình, chắc chắn anh Khôi là bom. Đúng rồi, tôi là bom. Em làm trường. Nhưng Khôi vừa tới em cái là em bị chuyên bom luôn. Đúng. Em là thành một hiệp hội chống bom bốn người. Ê, nó là vịt thật. Em chỉ cho em giải pháp. Tôi thôi vừa mới đi tới lần phát cầm bom. Nhưng mà từ nhá, tại sao thằng từ thằng phát nó cầm à thằng gì nhỉ? Thằng Dép nó cầm bom. Thằng Dép nó bảo là nó là cảnh sát trưởng, sao thằng Dép với cả thằng phát lại chết với nhau rồi? Thằng Dép chém nhầm hay sao chị ạ? Em chị ơi, xác Dép bên tay trái. Nghe em nói nè, em mới nghe hoàng mèo nó bảo là anh khôi bùng phát còn hai chừng. Thế là Khôi, tôi nghĩ là Khôi. Anh Khôi rồi. Hiệp hội chống bom rồi tôi. Chống bom. Rất là chắc chắn. Ôi số 8 Fabi. Fabi đi đây. Tôi nghĩ là con Fabi thật chết rồi. Tôi nghĩ là hết rồi đấy.
Không, em là pháp y mà, em có sát kêu em thôi. Ui, hai skip kìa. Hả? Mày có hai vật à? Thôi, chả nhớ con hai vịt. Hay là thôi là đạt á. Ui! Sao là cảnh sát trưởng nó nhà các pháp y và số 8 pháp y. Y Park lột nhím là cái gì ấy? Em mày là đoạt anh đéo phải. Mày là nạn nhân của Covid. Không có. Ôi, mọi người đưa bom ấm nút nào đấy ạ? Ê, ART4. Sao em bấm E không được nhở? Quả đấy gần hết bom time rồi. Ừ, quả đấy có 3 giây mà. Anh cần sub bay nữa. Nó cool down nữa mà. Vai ở liền thật. Đâu đưa liền được đâu. Uầy, phát ạ, tôi đưa bom cho bạn rồi. Nhưng mà tôi lại đưa bom nó còn giết ạ, đi mẹ. Tôi tưởng là tôi chưa đưa, tôi ăn sơ bay. Vai lìn thật. Nó hiểu kiểu gì vừa đưa vừa giết. Thế mà lù. Ô đưa giết là mất quả bom luôn đúng không? Mất quả, hình như mất quả bom luôn. Mất luôn hợp lý mà, chứ nhỉ? Bom chết luôn rồi. Nhưng mà bây giờ hình như cái nút đưa bom nó không có cái sticker hay sao ấy. Thế không biết là đưa chưa. Đưa rồi đây, lúc sơ bom ra thì có ai có bom đâu. Tôi có súng nhưng mà tôi bắn đâm vào chốt quả lưu đạn bắn ạ. Ủa. Mẹ, tháng này là một trong những tháng hiếm hoi được nhận quả 9999 kim cương luôn đấy Cường ạ. Cảm ơn Cường nhá. Thôi bạn. Tôi gọi là bịt đầu một. Tao sợ bom thôi. Bom chết rồi, bom thôi chắc rồi. Chắc luôn. Dạ, thay làm nhiệm vụ đi. Mọi người cái điểm chuông á, nhặt chuông anh chia ra. Ủa chị Giang có thấy tên đỏ đâu không? Thấy đỏ đi đối khác, chị Trang đi đối khác đi. Tôi chưa thấy. Thế là dịch kia rồi. Chết thôi, nhặt chung thì phải tinh tế một người á. Tôi đi chung đi anh ơi. Đi nào. Mà anh nhặt chung này là phải tinh tế ấy. Anh Ben ơi, anh Ben sao lúc đấy? Ê, Ben vậy đó, thuốc đi. Ben tên Linh đấy không? Ừ, ta đánh. Nghe sao nó chơi tinh linh được mà mình đéo chơi được nhỉ? Dỗi đéo chịu được. Đây, nhặt được rồi, đâu rồi? Em nhặt được rồi, Em nhặt được. Lấy thông tin đi. Lấy thông tin để tắt cover mày. Có cần rung chuông không nhở? Kết rồi. Hay rung chuông cái nhỉ? À đây đây. Từ, cho em làm nhiệm vụ em chip với chị Trang. Chị Trang thì chui tủ rồi. Chị Trang chắc tôi rồi. Em làm nhiệm vụ. Ừ, chụp lên nhá. Ủa sao mọi người dẫn đến đây vậy? Đi làm nhiệm vụ đi. Nãy mới đi lấy chuông anh Ben ơi. Từ nhá. Anh Ben tên Linh à? Làm nhiệm vụ đi. Ở đây rồi. Đây, làm nhiệm vụ. Cái gì? Còn ai? Nãy em thấy còn anh Bảy, anh Quang Vodka, anh Ben với lại Huy Huế. Ủa? Không biết nhà hả? Đây, cắt nút cái này đi. Thế thì mẹ vịt cuối là ai nhỉ? Hai thằng kia đi với nhau le hit rồi. Có thằng Bảy à? Thu thập thông tin gì chứ? Cậu đã chém tôi đúng không? Không, tôi cover cậu nãy giờ mà, nãy giờ tôi bấm cùng. Tôi thấy Huy Huế với là anh Quang. Còn hai người, còn mấy người? Còn Nhạc với lại chị Trang với lại chú Chip. Chú Chip á? Tao nãy giờ có thấy chú Chip đâu. Thế chú Chip chết ba rồi. Từ còn hai nữa. Để tôi xuất hồn coi. Để từ tới đâu nhập lồn nữa. Xuất hồn tiếp đi. Chém mày, tao chém mày nãy giờ rồi. Mà tôi nghi nhạc lắm. Ủa cái gì? Thế là ai nghi nhất anh nhỉ? Anh chip thôi. Dù thế nhưng mình làm mãi không hết đấy. Ủa nghe được á? Chắc là nghe được. Xung quanh đấy thôi. Muốn cái nhiệm vụ. Không, nó cứ hiện liên tục á chị ạ. Nó cứ hiện liên tục. Có nhiều nhiệm vụ thế nhỉ, làm mãi không hết. Ôi sao nhiều nhiệm vụ. Phải dùng chuông mẹ đi, nhiều dùng chuông. Không, tại vì... Ê, chết mẹ này. Tao. Ô. Chú Yên còn sống nè. Ready and gentlemen.
Anh chi tủ mà. Hả? Anh là gì? Anh chi bồ câu. Hả? Cái gì? Hả? Thế thằng Khoa béo là gì? Tao mới là chim bồ câu, tao truy tủ ở kìa. Khoa béo là chim bồ câu. Chú lừa không. Rồi. Từ từ. Còn đa đa đúng không mọi người? Con mèo đa đa mà. Khổ mà đa. Tao chim bồ câu vậy còn. Không. Không, tôi không tin. Bốn là người làm nhiệm vụ mà không có gì nhúc nhích hết. Chia 22 rồi. Thấy hơi lâu. Bảy đây đứng cạnh em. Chắc cứ vô từ đắng thôi chị. Quang là gì ấy? Chứ giờ hết. Nãy giờ mồi đi. Anh hỏi đi tất là nhiệm vụ hết mà. Anh lấy cái mày là gì ở bảy? Em lấm 24. Mày là gì ở bảy? Dân phòng á. Bảy là dân phòng á. Số bao nhiêu? Số 10 mấy. Trời ơi, đấy. Cái gì số 10 mấy? Đấy giờ tôi phải chủ chú mày lại lừa tao hả bảy? Mày lại lừa tao hả bảy? Thế, số 17 à? Số 10 mấy á, không nhớ nhưng mà sao lại số 13, 14. Kệ, không, trách nhiệm phải số 10 mấy. Số mấy nhỉ? Không nhớ nữa nhưng mà dân phòng. Trong nhưng mà từ trong từ trong mặt lắm. Không, em là dân phòng. Nhưng mà khả năng là võ chú chip cao hơn ấy. Không, em vô võ đa đa đi. Có chú chip đi cho đa đa thắng đi xong rồi. Nhưng mà nhá, mới nói là gì, quan là gì để lọc bớt rồi đi. Không phải hỏi anh đâu. Anh là ít nhất là rồi. Đấy là rồi, rồi. Là gì? Em không biết là Ron anh nha. Thám tư. Thám tư. Ủa, nhạc thám tư. Nhạc pháp y à? Nhạc pháp y mà. Pháp y. Tư khác nhau. Ôi giời ơi. Ôi kìa, áo thật đây. Cao thủ thân nhảy trong tủ rồi nhỉ. Bạch Lão đồ ơi. Tin nhắn của anh. Anh đậu là Ken Ken à. Sao có lè sao. Anh đi chung rồi. Anh đậu Ken Ken. Anh đậu Ken Ken à. Trời ơi. Anh mà Hoàng Huy mà chết là vì thắng. À không, ý tôi là tại sao không đi giết người mà lại nhảy trong tủ ngồi im ở trong đấy luôn ạ. Bãi cả bìu. Em làm bồ nông chim bưng. Anh nhàng đi mọi người ơi, 15 người rồi, chơi được. Không phải uống rồi. Bồ nó bảo là nghỉ mai đi Sài Gòn anh ơi. Thôi làm vào cuối ông nghỉ đi nhờ. Ok. Cuối ông nghỉ đi. Lú thế, lú thế. Ủa, bán cuối ra bùng bùng. Không có kịch nào ở đây cả. Không có kịch nào. Cuối còn đường diễn cả. Không nhớ số bao nhiêu. Thật mẹ gọi cơm cái nhỉ. Nãy nay em cũng quên pháp y số mấy cơ. Phải chụp ảnh lại đi. Có. Trời ơi, chạy hát như vậy. Ôi, chạy hát vậy. Tôi nhớ đi. Nhớ mới vui. Có nhớ. Có nhớ quá. Vào mẹ rồi. Nhưng mà nhanh 6. Tài 2 số nữa rồi. Đi ngủ thôi. Số to quá. Cần một cái gối. Con đặt bom là ai nhỉ? Bom khối. Chú chip rồi. Tại anh chip rồi. Chip rồi. Mẹ lúc đéo là ra là tao vậy. Chú chuyên gia luôn. Mẹ đa 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 xúc đấu gần nhau luôn ạ. Căng thẳng vậy. Xúc đấu kìa. Ây à. Nào. Nó đéo thể nào lỗi được thêm một lần nữa. Chắc chắn là như thế. Em bị nổ bom chết anh ạ. Ôi trời ơi. Ê, phải, em cuối phải chọn Canada. Chung với chung với nó. Nhà nó vứt bom em không vứt được lại luôn ấy. Còn Canada với cái gì nhỉ? Chết mẹ lú thế nhỉ? Còn Canada với cái gì nhỉ? Canada với cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Ui. À Canada phát y đúng không? Là gì đấy? Ngoan, bay được. Trời ơi, đủ má nó vẫn lỗi. Cuộc đời tao sắp đen vậy. Nè, nó dưới đây nè. Chạy. Thằng Gím lùa tao. Chúng mày ơi. Có người chết,
Mọi người chết. Ở đâu đấy? Ở đâu? Đâu? Kiếm xác đây, kiếm xác đây. Bộ nỉa quá men ơi. Hai người chết rồi, Tôi anh chóng nha, Dương luôn à? Lady and Entertainment có hai người chết rồi, nên là thay mặt đội điều tra phá án tao xin phép được dùng chuột. Ừ. Nói tiếp đi. Ở đó là có đồ nè. Ui, có bảy nè. Rồi nữa được. Thay có... nhất của hai người chết là dùng chuông nhỉ? À, có thằng nhím mà đi lẻ nha, lại tao gặp nó tao phải chạy luôn nhá. Có quay với hoàng mèo này. Lúc sau là có Ali chạy lên này. Em đi bên Quang, em lên zip. Lên zip à? Thế sao mày đi với thằng Quang, mày gặp tao mày lại tách ra mày đi lùa tao ăn cứt à? Đâu, em đang đi một vòng quanh map để xem ai làm nhiệm vụ nhanh để em đoán là Dada thôi. Thế mày là gì? Mày là gì? Tôi nghĩ là ông anh Quang làm chứng cho em được. Nhưng mà từ từ đã, tao đang hỏi mày là gì? Nhưng mà từ từ. Em nghĩ đấy, nó là từ của ám sát là sao hả anh? Dada anh ơi. Ê, em nghĩ là boss thằng này đi anh à. Ừ, có khi phải vote thằng này đi mọi người ạ. Sao này mà không có em ạ. Hai hỏi chấm kia làm sao chị chắc chắn là còn police nha. Để police giết cũng được á. Giết thằng giết giết Ali là xong. Không. Ali đi lên sau nhá, tại vì lúc đấy em với cả anh Quang với cả Quang đều được. Ali lên sau nhá. Rồi thì em đi cùng Ali là Dada rồi. Ali nhất là trong cái hầm đấy mà. Tên em. Anh Độ cũng đi ở trong cái hầm đấy đúng không? Tên Ben nha, tên Ben với cái là bảy. Mà cái này ở đâu ăn khác là cũng chín là rất có dễ. Ali đi lên sau nhá. Ê, là muốn thường rồi, cày thế nhở. Đẹp phải đúng không? Nhìn cái sao anh moi vốt em này. Ồ hô. Dỗi vãi lìn. Con đi dùng chuông. Đánh bài tâm lý. Bè đây, vào đây tao tin được mày đấy, mày là dạ. Gì đấy Ben? Đi ra đây tao bảo, đi. Tao hỏi đi. Bán trước. Anh là gì? Thế anh cứ hỏi em đấy. Dỗi. Người ơi, em có thông tin. Lúc nãy, đáo trước ấy, em chỉ đi qua thằng Hoàng Mèo với thằng Đét thôi. Nhưng mà thằng Đét chết rồi, đáo trước em bị cầm lặng. Rồi sao? Không nói được. Thằng Hoàng Mèo. Mày thằng Khôi ơi. Bù nha, thằng Bù gì đó đi anh Khôi. Thằng Hoàng Mèo đứng cách tao với cả bếp chu cây. Nhưng mà từ từ anh Khôi, em thấy anh trước, xong rồi em mới thấy Hoàng Mèo, rồi em mới thấy Ali nhá. Anh hiểu không? Em bảo là em bên phòng fan, em đang làm nhiệm vụ vừa mới xong. Ê, Huy Huy còn đi gặp ai nữa không? Thôi, dòng này là không nói em, nó là thằng Đét thôi. Nhưng mà thằng Đét chết rồi. Có thể thằng Đét làm việc thì sao? Đây, Đét khả năng đó là Dada. Và đã thấy Đét làm nhiệm vụ nhanh lắm. Xong Đét đi qua bên trái. Huy Huy cầm mà. Mày là gì Hoàng Mèo? Mày là gì? Em á? Người báo thù. Trời. Ê, rồi đi vô nó. Luôn à? Người báo thù. Người báo thù. Biết đâu Hoàng Mèo là Dada. Ai chúng tôi ra? Ai chúng tôi ra? Không. Không nói gì. Ai chúng tôi ra? Nhanh, nói. Rồi. Nó giết tôi mà. Rồi thế là phát kim là phát cho mày đã chết. Em là người báo thù. Và Dada xong rồi thì nó cũng giết thằng Đét. Em là người báo thù. Em là chết. Bạn là thằng nào cũng thật đấy, đéo tin được nào. Làm ơn, em người báo thù. Đét phản thân là Dada, thông tin của em đấy, trời ơi. Chứ Ali có thể là Dada sống đâu. Mày không chết, yên tâm, mày không chết. Mày sống. Em chết, trời ơi. Thông tin em để lại đó. Đét là Dada, chứ Ali đâu để Dada sống đâu. Nó lùa phát, nó là mệt. Nó là faking dữ vậy. Thật vậy. Ai cả? Nếu tình này từ nhìn mày uống nó thảm thiết lắm, nhiều khi nó nói thật. Ừ, mẹ mày xong nghe thật thế chứ mày. Có khi nào Ali không? Thế là phát hàng nghi ngờ phát. Ê chị Ali đứng yên chờ cool down. Ali đứng yên chờ cool down kìa. Ủa. Ủa. Cái gì đây? Cái gì đây? Cảnh sát trưởng giết người, cảnh sát trưởng giết người rồi. Cái gì đây? Ai giết? Cảnh sát trưởng giết. Cái sách. Thằng Ben đâm thằng Bubu hay sao nhỉ, đúng không? Ừ, anh Fabi. Khám đi. Ok. Ai đây? Ai người nào đây? Cái gì đây? Sao tự nhiên chết chết? Lady and gentlemen,
tao là người chứng kiến vụ thảm sát vừa rồi và mắt tao rất tinh luôn. Tao nhìn chắc chắn một là chỉ có thằng Khôi giết, hai là thằng Bảy giết thôi. Hai người đứng cạnh xác vợ tao. Em đang đi khám xác. Em còn nghe thôi. Này nhá mọi người, anh Khôi là pháp y, anh Khôi không đứng xác, anh nói cứ cà người chị Trang. Đúng. Có ai pháp y là không đứng về xác không? Nhầm nha, máy mày bị lag á. Tao đứng trên xác, tao check xong xác thì tao mới đứng ra góc đấy thì chết luôn. Đâu, rồi check xong xác, hai xác đứng kia là gì? Từ từ đã, cho tao nói. Khôi ạ, tao có chết thì tao cũng phải giết mày vì mày giết vợ tao. Tao xin trân trọng giới thiệu, tao số 16 và tao vẫn còn nhìn thấy pháp y. Ok chưa? Hả? 15. Thưa anh, ở game này chỉ có 15 người, làm sao anh đứng thứ 16 được? Xin lỗi, tao đứng thứ 15, tao vẫn nhìn thấy pháp y. Không, thông là thông tin chuẩn đấy. Tao còn biết được hai rôn cuối cùng cơ. Mọi người thấy chưa? Thế thì anh độ chém chị Bill thôi. Tên này bây giờ. Ê. Nhưng mà. Ủa sao nhiều người vote vậy? Anh coi chém vậy. Sao liều vậy ta? Ê, tin hình như tôi, còn... cậu ơi, tin tôi. Còn 3 dịch luôn hay sao ấy? Tin tôi. Thế thằng Phát nữa. Ê, phải rung chuông hỏi nốt thằng Phát. Nãy là mình còn Việt Canada với cả là Pháp Y đúng không? Mình chọn Tinh Linh. Đúng. Ok, mình đéo được Dung nữa rồi. Ôi. Tao Canada nhá. Mẹ mình. Tất cả mọi người đều biết tao là Canada đấy. Mày Dung của tao chuông cái nhím. Dung của tao chuông cái. Dung hộ chuông, Dung hộ chuông cái. Hãy Dung đi. Tao hết lượt Dung rồi, nãy tao Dung rồi. Mà chị Ali trông hơi nguy hiểm này. Trời ơi. Tao mà nguy hiểm cái gì? Nhím ơi, rung của tao cái chuông, tao có thông tin. Trời ơi, tao hết lượt rung rồi. Bình thường chị Ali nhá, mà không phải là vịt nhá, mà là ngỗng nhá, là toàn đi chung với ai thôi. Bây giờ toàn đi lẻ này. Ui, tao hiểu rồi, câu chuyện đây rồi, là hai đứa mày đều là vịt đúng không? Ê, tao là Canada, tất cả mọi người đều biết rồi. Thế mày chứ mày giết tao đi. Đấy, đứa nào thích report thì giết tao đi. Từ để em... bấm đi đấy, bây giờ một trong hai đứa mày bấm là report đấy đấy, chơi đấy, chơi luôn. Rồi em dắt đây đã, chị Ali giết đi, chị Ali em dắt đây, coi như em không nhìn thấy gì đấy chứ. Mày giết đi đâu, đứa nào thích giết đi, em dắt muối đó. Coi như em không thấy gì cả. Rồi Ali phạt đi, em đang dắt muối, chơi đi. Không, em có gì đâu mà giết. Trời ơi, trời ơi, lại còn đóng cửa nữa, đúng má cuộc đời. Thôi giết đi, không là em giết này. Thôi chúng mày đùa hơi quá rồi đấy, chúng mày đều là ngốc luôn, chúng mày dung ai cái chua cái được không? Dung được anh ơi. Dung hộ gái, trời ơi. Làm gì đây đi. Đây Ali, mày thử lên đây đứng mày dung chua cái được không? Ê, tao chạy, ê, tao chạy. Ê, chúng mày ơi, chúng mày đâu hết rồi, chúng mày ơi. Mọi người cứu tao với, Ali với cả nhím là vịt cuối, Ali với nhím là vịt cuối. Ali nhím đi dùng chuông, nhanh, dùng chuông, đừng tách nhau ra. Đi dùng chuông. Sao đi xa vậy? Đi xa vậy? Đi. Không đuổi được. Nhanh, tao là Canada, nó đéo dám chém tao, nó đéo dám chém tao, chúng bay nó lùa tao. Đấy, em báo thù rồi mọi người ơi. Em báo thù thành công rồi, tuyệt vời quá. Trời ơi, em bảo chị Ali rồi. Trời ơi. Nói em vừa cả chị Ali giết em luôn kìa. Chạy luôn vào trong và thấy xác em nhím rồi. Nhưng mà thằng nhím nó đéo chịu rung chuông, sao nó đéo rung chuông, trời ơi. Sao mày không rung chuông nhím? Mày làm sao đấy nhím? Nhưng mà anh không nói thông tin. Thông tin anh không đi mày giúp không? Có mẹ thề thằng này lờ mao thực sự luôn ấy. Cái hoàng mèo nó khóc vậy là biết được sao có vấn đề rồi. Quá sách. Trước đã bảo là nếu hiểu kiểu gì dỗi thực sự. Em chém chị Ali giết bên. Em chém chị Ali mà sao giết bên được ta? Anh chém Ali với tụi béo cùng chém cùng với anh. Ali với tụi béo cùng chém với xong thôi.
tao nhìn trẻ Ali từ đầu rồi, xong vừa cuốn đao tao chạy tới trẻ Ali với tung bèo chém cùng anh là thắng rồi đấy. Đây là chín một kill rồi. Bú bú này, mẹ là bú bú nó vào. Đéo chém làm thí làm tao chết rồi. Phá game. Nó phải lên cái đến từng giây cuối cùng. Chẳng là do chém trẻ Ali mến vô đỡ đạn. Chém xong rồi thắng mẹ rồi còn gì. Không thể nào. Chết mẹ bố 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 vô chết lên tin. Anh phải thấy lúc đấy thầy em cơ hoảng hốt lắm. Đâu, đáng đúng Ali rồi mà. Đi xuống trước, đi xuống trước. Thì bà có thể thằng Nhím lại còn là dân phòng nữa ạ, đéo hiểu kiểu gì. Tao Ali cũng chém, cứ đứng hò hét lên, đứng hét luôn. Bố bố rất là hệ tương tự. Lờ mau thực sự. Phải biết ngay là tính phản đó là hồi tính tiếp bộ kêu ấy. Quả đấy cũng ơ, lúc xuống game, chiếm bộ kêu mà, hai vị kêu không chém, mình anh chém. Đi bẹ tao đã nói 7 lần rồi là rung chuông cho tao đi, đi bẹ cứ đứng ngồi cười ghê, trêu. Nó về. Cuối mà chạy thẳng vào phòng. Còn đồng nghĩa đấy ơi. Làm sao chạy vào được, trời ơi anh đang nghĩ hai đứa nó là giết thì anh đang chạy đi. Bố Minh ơi, Bố Minh ơi. Ấy, tớ rồi, Nhím cũng là vì... Thề đi phải ạ. Nếu hiểu sao chơi cái thằng Nhím luôn thì cay đéo chịu được. Em đưa thông tin quan trọng về mùa không focus vô hai con vịt luôn. Sao mà chạy đầu em bảo chị Ali chạy vào sau đây có bảo mẹ. Chạy tình Nhím mà chứ. Ta tự nhiên thằng Bobo nó xuyên em mẹ nó chứ. Nhau đi cãi nhau đi. Thằng ngu, thằng ngu. Nào nha mọi người ơi. Tưởng ván cuối rồi. Không thấy, chẳng hạn nó đang vô mà. Ván này mới là ván cuối nè. Không thích trả lời trả vào. Tuyệt vời. Hôm nay đủ 13, 14, 15, 16. Nhưng em trả lời hơi chậm. Rất nhiều con số đẹp. Remake đi. Remake. Sao remake không? Remake đi. Tôi chơi rồi sao chơi. Nhanh nhưng mà. Ừ thêm phê remake nha. Anh Đỗ Mixi có muốn remake không nhỉ? Đừng có hỏi tao. Có mày cứ ui, quyết đoán đi cậu ơi. Có thời gian thật quyết đấy. Quyết đoán đi. Nhanh no. Yeah. Yes. Em ăn rồi phòng rồi đấy. Trời ơi, làm dịch lốn của tôi. Ủa, ai nghĩ vậy? Ai mới nghĩ thêm vậy? Đâu, chị Ali bị thoát ở phòng đấy. Bảo đi bông mày. Ali bị... Lốt game em đi ngủ này. Anh nốt game nghỉ nào, cái nốt game nghỉ nào, sáng mai phải dậy sớm nào. Quá muộn mằn rồi đấy. Nốt game nghỉ nào, sáng mai phải dậy sớm nào. Đúng rồi, sáng mai phải dậy sớm á. Alo. Anh Đỗ ơi. Quay được 3 game nữa tới 4 giờ này. Đặt mic đi con chị ơi. Bum. Ê, cái tiêu hồi nãy tao có 25 reset bây giờ thành số 12 mẹ rồi. Ngỗng quá à, phải kinh thật. Nãy em số 1. Vâng là số 16 à. Em số 1 rồi. Chú chết số 1 chắc luôn à, không chú số 3. Đang số 2 số 15 luôn ạ. Càng thật. Gấp đôi con số luôn mà. Nhiếm số 15 á. Tôi tin là chú nhiếm. Em số 1 làm dịch, em làm remake. Em số 15 này anh Nhiếm ơi. Nghe nó lạ thế. Tôi tin là số cao vẫn có tác dụng. Lạ lắm. Tôi 14. Tôi cũng 14 luôn. 9 tôi 12. Tao xin mày á Bobo à. Tôi 12 luôn. Tao xin mày là... rồi. Lỡ rồi bên ơi. Chọn rồi. Mày tha tao đi Bobo à. Ôi, Canada. Đừng nghĩ nữa, chọn luôn đi. Đấy rồi, tôi 14, vú tôi đi. Chuyện xui rủi đâu ai muốn lắm. Uầy, lay up này mạnh này, lay up này không thắng thì xóa mẹ mấy game đi còn chơi cái đéo gì nữa. Ván tiếp VIP thật là bùng nổ nào. Lau đèn chùm. Mày nó ảo thật. Nhưng thằng Bobo nó kêu coi nè nó chạy ra xa xong chị Trang chết. Gì? Ủa gì? Bobo chạy qua phải hay là anh Ben chạy qua phải nhỉ? Chạy xuống dưới chỗ. Tình nhân à? Tình nhân à? Chị Trang chết. Bobo chạy xuống dưới á. Thế thì bây giờ không có dịch tàng hình. Em đứng đó em nhìn thì Bobo đi xuống và anh Ben đi qua phải. Nhưng mà em vẫn thấy anh Ben. Thế thì Bubu tàng hình chạy lên chém sao ấy.
Đúng rồi. Ê, 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 đang đứng ngay chỗ anh Đỗ nha, đang đứng ngay chỗ anh Đỗ Vinh Phát. Tao làm béo thấy mày. Phát nào? Ai ai ai. Là nó, các bạn ơi, có cái kêu nó thấy nè, nó lướt qua chị Trang cái bẹp. Mày là gì bố bố? Mày là gì? Trời ơi, nãy em kêu cái kia cũng phải mọi người cũng phải biết rồi mà. Coi nè. Đừng có vote tao không? Được ơi, đừng có vote nha, coi nè, coi gì? Có gì? Người Canada. Canada coi nè gì? Thì coi nè, coi đi một mình xong chết nè, rồi báo lại nha. Ai giết? Mày số bao nhiêu? Ai giết tao đâu? Đã chết đâu mà ai giết? Đường chết luôn á, chị Trang chết. Số bao nhiêu phu? Chắc chắn là bên. Chắc chắn là bên luôn. Thôi vote mẹ nó đi. Canada số 14, Canada số 14. Nó hơi giết chứ. Đúng. Giết mà, thiệt mà, Canada mà. Nãy thằng Tùng béo nó Canada mà. Thế ai tài phần gì vậy? Thế thì mày ly giết rồi. Chúng làm đúng rồi, ly giết mà. Thế thì có tài phần rồi. Chỉ có Ben thôi, chỉ có... Không, anh Ben cũng thấy mà. Hey. Hey. What? Em bấm bọt quá mấy. Em trong tủ anh ơi. Càng á, nãy Ben lên lao chanh mà. Ủa mấy tí chít à. Đúng không Ben lên. Ui dồi phải cả cứt. Tao đéo tin ai cả. Lượn. Đéo tin thằng nào hết. Không, đéo tin. Đéo tin thằng nào hết. Không tin một ai. Ủa? Thế là lúc ấy chị Trang hiểu mình xong tự ra quay ra chết anh? Thì... đúng rồi. Xung quanh thì chỉ có anh trong đây, anh Bảy ở trên, còn anh Ben ở bên phải, bộ bu ở dưới thôi. Hay là tình nhân nhỉ? Có tình nhân không nhỉ? Thấy nãy chip giảm chết mà. Nhỉ? Ừ. Ừ, cũng có thể tình nhân. Nghe cũng hợp lý đấy. Có thể. Ui! Ê! Ôi! Bông mai! Ui! Từ nó chặn đầu đấy! Đi đâu đấy? Bị chặn đầu đấy! Đếp đấy đâu? Mày thấy cái gì không bố? Mày thấy gì không? Thấy. Thấy cái đéo gì? Khoai. Ui, nãy ở cái phòng mà đóng mở cửa tòa tháp ấy, có một cái xác, không có hai người đứng ở trên đấy. Bông Minh chạy sang bên trái, em chạy sang bên phải để đuổi ra người kia, nhưng mà không biết bên phải là ai, nhưng mà chắc chắn là Bông Minh rồi. Hai người đứng trên một cái xác cơ. Ở cái phòng gần với nhiệm vụ của vịt ấy. Ai, Bông Minh chết rồi. Ủa? Bông Minh chết rồi. Nhưng mà mọi người ơi. Em cầm bom. Mà lúc lần cuối em đi chung người là đi chung đếp. Đếp là gì đếp? Trời ơi, không phải. Bây giờ mọi người nói đi. Em chạy xuống dưới mới bóc anh một đoạn bao lâu cơ mà. Giờ mọi người nói đi, em chạy một đống ấy. Mới có bom cơ mà. Em là gì? Thế từ trái trên đi. Đây nhá, em là ở trong cái phòng có gần nhiệm vụ con vịt là lau, phách cho cái lau vịt đấy. Thì chạy xuống đấy, có một cái xác, thì em thấy Bông Min chạy ra bên phải, bên trái, xong có một người đã chạy bên phải. Nhưng mà em không thấy người bên phải tên là gì. Lúc em chạy xuống gặp mọi người ấy, thì mọi người bảo là hình, lúc mà Pu bảo là hình như thằng Đếp ấy, thì là em cố chạy đi. Mọi người tính chất chưa vậy Đếp? Hết rồi á? Từ Nhiễm ơi, người nó tiến chất. Khoan. Lúc nào? Nếu mà từ dưới nó lên thì em thấy anh Khoi lên trên nhé. Người nổi tiếng vừa mới chết. Ở bên phải cơ. Đâu anh chạy bom. Thế là Nhiễm bom Nhiễm này, bom Nhiễm này, người chết lâu rồi. Nhiễm nói gì Nhiễm? Quay, nhưng mà em chưa một câu. Một câu nhỉ? Ủa vậy đếp là gì? Nãy vừa hỏi là tay nghe điếc quá không tay à? Ừ sao đéo nhận mẹ mày luôn đi, trời ơi. Em xem là ai dí mạnh nhất. Nhưng mà nãy bên phải có một người chạy đi cùng Bông Như. Không biết ai ở bên phải. Như là em để ý có nhiều người.
Lady and gentlemen, chúng ta lại bắt đầu câu chuyện hồi nãy đi, như là vẫn chưa giải quyết xong đâu. Nhạc ơi, nơi anh bảo ai chạy ở bên phải ấy nhờ anh Nhạc nhờ? Không, anh chỉ nhớ là lúc mà anh trong hiệp sĩ ấy, thì chỉ có anh Khôi đi từ dưới lên thôi. Hiệp sĩ là mà em đi chung với Bông Min đúng không? Có phải là em đi xuống với Bông Min đúng không? Em chạy xuống đi qua một cái xác, là em thấy ở hai người trên cái xác đấy, Bông Min chạy bên trái, còn một ai đấy nữa chạy bên phải, máy không thấy tên, em cố đuổi trước đó ta. Cách đó khoảng 30 giây thì có anh Khôi đi lên từ đó thôi. Anh là chạy bom từ đó là từ đâu? Từ đó từ đâu? Bây giờ từ chỗ hiệp thì chỗ như anh nhìn đấy là cái chỗ ở dưới chỗ hiệp sĩ ấy, đi lên là nhìn thôi. Ôi, giờ em là số 16 nè, em biết ba rô còn lại rồi. Thôi giờ thì mọi người ra rô trước đi. Nhận rô trước đi. Thôi là gì? Số 8 anh thám tử. Ôi, hả? Số 9, tôi cho thám tử xong mà. Số 9 nha. Vô đây Khôi, Em là thám tử. Này em nhận rồi mà. Em thám tử. Ok, mẹ mày lòi làm thám tử thế. Ủa, ba thám tử không ạ? Ừ. Này em vừa nhắc em nhận từ rao trước khi mà. Thế đem phải Ali là thám tử. Đép cũng thám tử Ali, cũng thám tử thằng Khôi. Ali là vị đó. Ali đó rồi thì con là đang Ali là chân thằng Khôi trước, với anh Khôi trước. Khôi phải vô đi Khôi. Vô đi Khôi trước đi đã. Nhưng mà lúc đầu tôi bảo với bạn. Bỏ qua chứ trời. Thám tử mà. Nhưng mà thôi chắc chắn nó chết rồi. Mà anh Khôi không. Bà này đa chắc luôn. Hay là anh Khôi đa? Khó thế. Không phải, chắc chắn không luôn. Không, thường Ali mà bị là thám tử Ali sẽ kiểu mạnh dạn hơn. Này hơi nhẹ. Tôi là gì ta? Tôi số bao nhiêu đéo nhớ, lúc nãy mấy ông kênh chat thì mẹ cãi nhau căng quá, mẹ cãi nhau mẹ vụ thằng Pupu. Nhưng mà tôi là kẻ rình mò, ok chưa? Đấy, nghe kiểu đi mẹ lý do hợp lý chưa? Số 1 mẹ mới kêu số 1 tinh linh, tôi là tinh linh nhưng tôi bị lỗi, ok chưa? Tôi đéo bay được. Mẹ cả ngày hôm nay tôi đéo bay được, bực vãi cả lìn. Số bao nhiêu tôi đéo nhớ. Ừ, nhưng mà tôi đéo bay được. Đó đó, đi riêng kìa, thấy không? Dạ, bên đường ra đồ kìa. Ủa? Đồ mà. Đây em, anh đổ có nước, em có ấy đây. Bảy chắc luôn. Thề. Rồi, bảy rồi chắc luôn. Nè nè mọi người ơi, 100% là bảy luôn. Người ra đồ không đấy? Cái đồ là gì? Bảy không chịu ra đồ với em nè, bảy không chịu ra đồ. Nhưng mà tao là tinh linh, nhưng mà tinh linh bị lỗi, tao đéo bay được. Em là tinh linh. À, tinh linh hả? Anh Độ ảnh giận. Anh tinh linh. Trong khi đó thằng Huy Huế nói em từ đầu nó là tinh linh rồi. Ha. Thực ra là tao nói thế thôi, tao là phù thủy đấy. Tao còn bình cứu với cả bình độc nữa. Anh đặt bom như người em nữa. Phải không? Mày bị điên à? What? Anh còn quả bom bên chú. Ai đặt bom người em? Làm sao tao biết được thằng Huy Huế đấy? Nhưng mà tao là phù thủy. Nhưng mà chỉ có anh Độ với lại bảy thôi. Rồi bây giờ tao bảo nhá, đây tao có thông tin này, đã chết chùm mẹ luôn này. Ali là bồ nông nuốt thằng Phát. Hết rồi. Nhưng mà anh là dịch. Anh là dịch. Là đam à? Em là bồ nông mọi người ơi. Thì đấy, vote Ali trước. Không, hợp lý không? Không. Nhưng mà không. Hả? Anh là đam à? Tôi là nên vote tinh linh. Trời ơi, tin tao. Đi. Ali nó là bồ nông, vote bồ nông trước đi, xong rồi ván sau vote tao cũng được. Nói chơi tâm linh rất là nguy hiểm. Giờ em cầm bỏ bom đi nha. Ai đứng rồi? Chúng ta không nên chơi tâm linh. Trời ơi, vẫn giết tao. Chứ sao nữa? Địt mẹ thì. Ai hy sinh cầm bỏ bom không nhỉ? Em tưởng anh đứng yên, anh chuẩn bị rôn rồi chứ. Thế anh nghĩ ra quả rôn đỉnh vãi lìn rồi, mấy ông kênh chat bảo là anh phải là tinh linh đang bị lỗi. Nghe mấy ông kênh chat làm gì? Dỗi thực sự ạ. Ủa xem vẫn bị bom chết. Là rôn gì vậy? Anh định là kẻ rình mò. Mau.
Ô, Ali nó là Dada đúng không? Phát ơi. Đâu mẹ là? Ali nó là Dada mà đúng không? Ui, bất đi giờ quá. Nhưng mà này em tí quá phải ném bom cho Bubu chết rồi. Nhím là gì nhỉ? Bây giờ chim bổ câu. Thôi, lỗ ron tiếp đi, lỗ ron tiếp đi. Ừ, ra ron tiếp đi. Rồi, dân phòng. Em nói rồi, tôi em người bom chết. Em tử nha. Ai, ai, ai. Người bom chết bom mình. Khi mà tôi thấy bom mình có hành. Rồi, điện thoại Ali đem được con mục ra rồi, cái nhím là gì? Khuất. Em chim bổ câu. Cái nhạc đi. Nhưng mà anh Huy ơi. Thật là chim bổ câu. Anh là gì? Anh quên rồi. Số 15 ra đúng chim bổ câu. Chim bổ câu. 45. Em có bảo từ đầu luôn không? Gọi cơm với bạn đi. Là Ali Dada hay là thế 767 không giết Ali đi. Trời ơi giết bóng sao bóng miên rồi. Quá. Là bóng miên chui vào hẻm anh giết. Có Dada nhờ. Tại anh biết là chắc là tay mình sẽ chạy vô đó nên anh đứng chờ sẵn. Tên anh moi một lần. Em nghĩ là Dada đấy. Không, em nghĩ là Dada tại vì bà ấy bảo là vốt tôi đi còn gì nữa. À, hôm nay máu tao hết pin. Hôm nay có cơm đậu không nhỉ? Không, tôi nghĩ là con chim bổ câu là con nguy hiểm nhất. Nhưng mà em nghĩ là Dada. Không, cái thứ của Dada, thứ đó không phải Dada đấy. Ừ. Không, hôm nay có cái gì? Thế này vốt này. Vốt Ali. Trời ơi, anh đến hôi nách cái mày mùa đông rồi có mặc áo ba lỗ được đâu. Còn phải mặc áo khoác vậy. Thối inh. Trời. Không lẽ là hôm qua hai vừa ăn cùng xong. Khách mục rôn. Thì năn đẹp rồi. Ờ, à, được, ok. Nó lại cao tay quá. Trời ơi. Em nghe. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ali ơi, cảm ơn anh chưa Ali ơi. Trời ơi. Nãy ghi đẹp rồi mà. Nãy ghi đẹp rồi mà. Mấy. Mấy con puppy đều phát hết luôn mà. Trời ơi. Trời ơi. Đi đẹp ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em biết là Dada rồi. Đẹp rồi, anh đéo thắng được thì làng cũng đéo thể thắng được, em đó. Rồi, tà tán đây, hay rồi, tà tán cả nhà ơi. Trời, tán đi. Tán đấy, đấy rồi.